trận đấu thực nghiệm, kịch tính, hồi hộp, bùng nổ. Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhịp, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu. Sau một ngày tạm nghỉ thì ngày hôm nay vòng đấu thử nghiệm của VBA 2021 đã trở lại với các bạn. Và trận đấu của chúng ta ngày hôm nay là một trận đấu cực kỳ quan trọng của hai đội bóng đang chưa thắng được trận đấu nào. Đó chính là đội tuyển Việt Nam gặp các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Vâng, công bằng mà nói thì cả hai đội bóng đều đã trải qua những khởi đầu không hề dễ dàng, với rất nhiều sự khó khăn trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải. Tuyển Việt Nam đã thua cả 3 trận đầu tiên với những cách biệt rất lớn, và họ dường như chưa thể tìm được cái sự ăn ý cần thiết giữa các cầu thủ. Trong khi đó, các cầu thủ Nha Trang Dolphins cũng đã thua 3 trận đầu tiên và còn gặp những vấn đề lớn hơn về mặt lực lượng, như là từ chấn thương của Thành Đạt ở trận đầu tiên, và sau đó là Devin Harris nghỉ 2 trận gần nhất, và bây giờ tới lượt Tô Ngọc Khánh cũng chấn thương cổ chân. Vâng, thì Thành Đạt đang có một mùa giải theo tôi nghĩ là tốt nhất của anh đến thời điểm hiện tại trong sự nghiệp NBA của mình, dù anh đã 32 tuổi rồi, đúng không ạ? Và trong trận đấu trước thì anh đã có 21 điểm, 10 rebound và 3 kiến tạo, và rất bất ngờ một cầu thủ có một chiều cao khá khiêm tốn như Thành Đạt lại có một số lượng rebound ấn tượng như vậy. Vâng, còn nhớ là Thành Đạt ở trận đấu đầu tiên anh cũng có tới 11 rebound rồi. Và rõ ràng là cái sự trở lại của Thành Đạt rất quan trọng với Nha Trang Dolphins. Còn ở bên phía đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ cũng quan trọng không kém, đó là Justin Young. Anh đang là trung tâm của lối chơi của đội tuyển quốc gia và gánh vác rất nhiều trọng trách cho toàn đội. Ở trận đấu với Sài Gòn Heat thì anh đã ghi 16 điểm và có tới 7 kiến tạo. Trong thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Kevin Youkilis vẫn đang cố gắng định lối chơi, và sự ổn định của Justin đang là điều cần thiết để làm xương sống, làm nền móng cho cả tập thể đội tuyển quốc gia. Vâng, việc Thành Đạt đang tỏa sáng mang lại một nguồn sinh lực mới cho Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên, đây là không phải là một dấu hiệu quá mừng dành cho những người hâm mộ đội bóng này, bởi có lẽ các cầu thủ trẻ khác của Nha Trang Dolphins, những người hâm mộ của Thành Đạt và Gavet cần phải có khả năng ghi điểm tốt hơn để mong cho đội bóng của mình có khả năng bám sát đối thủ và thậm chí là giành được chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Và tiếp đến là tinh thần của Nha Trang Dolphins, chắc chắn họ đang rất buồn bởi sau 3 trận đấu toàn thua, và thua với số điểm cả 3 trận đấu đều thua hơn 100 điểm. Đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Nha Trang Dolphins rất là nhiều, và có lẽ trước trận đấu này thì huấn luyện viên Rob Nelson cần phải có một điều gì đó để sốc lại tinh thần dành cho những học trò trẻ tuổi của mình. Và tiếp đến là những thứ 3 điểm của Nha Trang Dolphins họ cần tận dụng tốt hơn, bởi vì không chỉ bởi vì họ đang thi đấu thiếu một trung phong, đó là Lamontre Harris, họ đang chỉ có một mình Gavet ở trên sân mà thôi. Và Thành Đạt thực sự anh quá nhỏ bé để có thể thực hiện những tình huống rebound và second chance. Anh cần phải thực hiện nhiều thứ 3 điểm hơn, và tất nhiên điều đó phải đến cả ở những người đội của anh. Rõ ràng Nha Trang Dolphins rất muốn có chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, và đội tuyển Việt Nam cũng như vậy. Tuy nhiên, cho tới lúc này thì họ vẫn cần phải giải quyết khá nhiều bài toán để có được một kết quả tốt. Họ cần phải tấn công mạch lạc hơn. Trong những trận đấu vừa qua thì hàng công của tuyển Việt Nam thi đấu chưa được tốt và dính rất nhiều turnover. Bên cạnh đó, khả năng phòng thủ ngự của họ vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Họ thủ liêm phòng để tránh những tình huống đột phá vào khung giới rổ. Tuy nhiên, họ lại để cho đối thủ có quá nhiều khoảng trống ném ba. Bên cạnh đó, họ đang là đội bóng ghi điểm ít nhất và dứt điểm kém hiệu quả nhất. Và rõ ràng họ cần chất chiêu cơ hội để có thể thi đấu tốt hơn và có những kết quả tốt hơn. Vâng, một chiến thắng ngày hôm nay sẽ giúp cho một trong hai đội sẽ cắt đi được chuỗi thua trận của mình tại vòng đấu thử nghiệm ngày hôm nay, đúng không ạ?
Và có lẽ không để mất quá nhiều thời gian, các bạn chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam, đội bóng chủ nhà ngày hôm nay tiếp các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Tôi là Bình Lý Đức Nguyễn và người đồng hành với tôi ngày hôm nay là Bình Lý Minh Hiếu. Và tiếp theo sau đây, xin được chào đón đội chủ nhà and starting five from Vietnam National Basketball Team. Number 2, Huy Trang Nguyễn. Number 7, Yu Minh Anh. Number 12, Dương Dương Justin. Number 14, Lê Ngọc Tú. Number 66, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Number 4, Huỳnh Thanh Tâm. Number 13, Nguyễn Anh Kiệt. Number 15, Sơn Minh Tâm. Number 34, Phạm Đức Kiên. Number 98, Vũ Đức Thái. Ban huấn luyện đội tuyển bóng rổ quốc gia Mr. Kevin Yerkes and Mr. Lê Trần Minh Nghĩa. Và ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu tổ trọng tài của trận đấu hôm nay, Mr. Triệu Chí Thành, Mr. Celeste John Lester, Mr. Thái Việt Hưng. Vâng, và xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên và hướng về quốc kỳ để tiến hành lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up and sing the national anthem. Quốc ca. Vâng, và xin mời hai đội vẫy tay chào nhau thay cho việc bắt tay để đảm bảo. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với nhà thi đấu của Đại học Nha Trang đón xem trận đấu giữa hai đội bóng tuyển quốc gia và Nha Trang Dolphins. Và đây là đường xuất phát của tuyển quốc gia. Có số 2 Nguyễn Minh Tồn, số 7 Dương Minh An, số 12 Justin Young, số 23 Đinh Thanh Tâm và số 66 Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Và đây là năm cái tên sẽ thi đấu xuất phát cho Nha Trang Dolphins. Đặng Minh Hiếu mang áo số 3, số 6 Christopher Gambrett, số 11 Nguyễn Thành Đạt, số 13 Phạm Thanh Tùng và số 84 là Huỳnh Vĩ Quang. Ngày hôm nay có một điều rất đặc biệt là các cầu thủ Nha Trang Dolphins huấn luyện viên Rob Wilson chỉ đăng ký đúng 10 cầu thủ. Vâng, hôm nay thì Delvin Harris có trận thứ 3 liên tiếp không thi đấu. Đỗ Ngọc Khánh cũng dính chấn thương và Tommy Huỳnh cũng không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Hôm nay các cầu thủ Nha Trang Dolphins chỉ thi đấu với vỏn vẹn 10 người. Và theo danh sách roster đội hình của Nha Trang Dolphins thì chính thức họ thiếu tổng cộng là 4 cầu thủ. Và chúng ta cũng không thể quên sự vắng mặt của Nguyễn Phú Hoàng ở từ những trận đấu đầu tiên. Vâng, Nha Trang Dolphins để thua 3 trận đấu đầu tiên và đang là hàng thủ có thể nói là kém nhất tại giải. Đôi khi liên tục để thua những trận đấu với số điểm trên 100. Tuy nhiên lịch thi đấu đầu tiên của họ cũng không hề dễ dàng khi gặp phải những đối thủ rất là mạnh như là Hồ Chí Minh City Wings, Hà Nội Buffaloes và Sài Gòn Heat. Vâng, chào mừng chúng ta là Coach Kevin Jokers, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngày hôm nay thì trước khi trận đấu diễn ra đã có một tin buồn dành cho cầu thủ Huy Trắc Nguyễn. Minh Tồn cũng trở Việt Nam khi người dì của anh đã qua đời vì virus SARS-CoV-2. Và vừa rồi thì các cầu thủ của Nha Trang Dolphins đã có những cái chạm tay để chia buồn của Huy Trắc Nguyễn trước khi trận đấu được bắt đầu. Đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Nha Trang Dolphins.
Thành Đạt. Đường chuyền cho Thanh Tùng. Dobrek tự mình dứt điểm thay vì chuyền cho Huy Quang. Đây là một trong những hướng rất quen thuộc của Dobrek. Anh đã phải chơi Idol rất là nhiều trong những trận đấu đã qua khi thiếu vắng đi Harris. Richard đường chuyền cho Dương Minh An. Trở lại với Nguyễn Minh Tôn. Quả bóng ở khu vực dưới rổ dành cho Justin Young. Đối đầu với anh là Phạm Thanh Tùng. Đây có thể coi là được coi là một đường mid-pass của Justin Young. Phạm Thanh Tùng không phải là một cầu thủ có quá nhanh ở khả năng của mình. Justin Young và Thanh Tùng tương lai đồng đội với nhau tại đội Buffalo thi đấu tại TBSL năm 2017. Và đây là một cầu thủ cũ khác của Hà Nội Buffalo, Lê Ngọc Tú. Nguyễn Minh Phú Vinh. Justin có khoảng trống nhưng anh không ném rổ. Đó là cái floater thứ hai điểm đầu tiên của trận đấu này. Đỗ Thành Đạt. Chuyền cho Gabriel, Minh Tôn không thể cướp được bóng. Minh Tôn là Gabriel, còn tới 4 cầu thủ của Việt Nam đang bị sút với anh. Thanh Tùng, cú đá 3 của Tùng Chica. Sau khi Justin có 2 điểm thì một bất ngờ đã đến khi Thanh Tùng đã chứng tỏ khả năng đá 3 của mình vẫn còn rất tốt. Tỷ số hiện tại đã là 4-3 sau một cú lên rổ tiếp theo của Justin. Vâng, rõ ràng là Đắc Thanh Tùng, xin lỗi bạn, Thanh Tùng không mấy khi lên 3 điểm sớm đến như vậy. Có lỗi, đó là cú phạm lỗi chạy bước của Huỳnh Vũ Quang. Đang gặp rất nhiều áp lực bởi những trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam sau những trận đấu đầu tiên. Tiếng còi cất lên, lỗi thuộc về Minh Hiếu. Hôm nay thì Tâm Đinh đang ngồi trên băng ghế dự bị. Theo danh sách đăng ký ban đầu thì Tâm Đinh là người xuất phát. Tuy nhiên trên sân lúc này lại là cầu thủ Lê Ngọc Tú. Và nhớ ở trận đấu trước với Sài Gòn Heat thì Tâm Đinh đã dính một chấn thương. Tình huống đó xuất phát từ việc Tâm Đinh chỉ cả một tình huống lên rổ của Van Persie và anh đã đập vai xuống sân. Rất mạnh. Điểm số cho Nguyễn Minh Tôn trong cú vừa rồi. Nguyễn Vĩnh Quang, Nguyễn Thành Đạt. Thành Đạt dứt điểm rất thông minh. Nghe một tiếng xoay sở rất khéo léo của Thành Đạt khi hai cầu thủ theo kiểm anh đã định bắt bài đường truyền ra. Thành Đạt đã quyết định xoay trụ và có một tiếng móc rổ ghi hai điểm thành công. Có lẽ chưa bao giờ Thành Đạt lại có phong độ tốt đến như thế này tại VBA. Justin Young đường truyền không đến được với tay của Dung Nhan và phản công nhanh Huỳnh Vũ Quang. Gabriel không thể tấn công vào khung giới rổ. Phản công nhanh dành cho tuyển quốc gia. Tuyển quốc gia đang đẩy nhanh tốc độ của trận đấu và một cú móc rổ của Justin Young. Và một lần nữa thì Thanh Tùng đã để cho Justin vượt qua. Điểm số thứ 6 của Justin trong trận đấu ngày hôm nay. Với tốc độ như vừa rồi thì rất khó cho Thanh Tùng có thể bắt kịp được nhịp độ chơi bóng của Justin. Gabriel side step. Huy Hoàng tấn công Justin Young. Ý tưởng phân thành công của Phan Thanh Tùng. Bóng chạm tay của Dương Minh An đi ra ngoài. Phát biên dành cho Nathan Davis. Trước đó thì chúng ta phải dành lời khen cho một tình huống thật sự đi vào rất tốt của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Đặng Minh Hiếu, Huỳnh Vũ Quang, Gabriel, Phạm Thanh Tùng. Phạm Thanh Tùng đâm bóng đi thẳng vào trong. Rất bất ngờ, Nguyễn Thành Đạt đã có offensive rebound không thành công. Lại có offensive rebound cho Đạt Đốc. Ném 3 điểm, không có lỗi. Lại có thêm một bàn tấn công nữa. 3 pha một bàn tấn công liên tiếp dành cho Nha Trang Dolphins. Cũng không ghi được điểm. Đây là Nguyễn Minh Tôn đột phá với tốc độ. Thành Tùng rồi thì Huỳnh Vĩnh Quang đã buộc phải để cho Minh Tôn lên rổ. Chắc chắn nếu như Vĩnh Quang
có một tình huống phạm lỗi thì đó sẽ là một cú phạm lỗi và thậm chí sẽ là một cú phạm lỗi. 8 giây sân nhà, Gabriel đã mất tập trung ở tình huống lên bóng sau đó. Cho tới lúc này thì một mình Wilmington, Richard Nguyễn đã ghi tới 5 điểm bằng tất cả điểm số của Nha Trang Dolphins. Sau 3 trận đấu qua thì cầu thủ đang có nhiều dấu hỏi nhất chính là Minh Tồn, anh không có phong độ tốt. Ngày hôm nay thì có vẻ như mọi thứ đã thay đổi rồi, điểm số thứ 7 của Minh Tồn. Chắc chắn là một ngày rất ý nghĩa để cho Minh Tồn, một ngày đầy cảm xúc dành cho anh. Vẫn là cái Orlando và nhảy ném ngay của Gabriel. Và kịch bản vẫn là một tình huống có cái sức vào dành cho Thành Đạt. Đã bất ngờ khi tuyển Việt Nam để mất rất nhiều rebound tấn công vào một cầu thủ cao từ khoảng 1m7 rồi. Chính xác là đã có 5 offensive rebound dành cho Nha Trang Dolphins, 3 trong số đó thuộc về Nguyễn Thành Đạt. Và đây là cú dứt điểm của Dương Minh An. Có hai sự khác nhau trong hai đội trong phút vừa qua, đó là việc tuyển Việt Nam thi đấu rất hiệu quả có dứt điểm, còn Nha Trang Dolphins đang kiểm soát khu vực bảng rổ khá tốt ở phía phần sân của đội tuyển Việt Nam, nhưng họ lại không có được một cái tay nóng để dứt điểm thành công. Nếu như họ dứt điểm tốt hơn thì họ đã không cần phải có cái sự lừa đảo. Justin Young, đó là đường truyền ra. Gabriel. Tiếp tục là Gabriel. Đường truyền cho Đặng Minh Hiếu, góc không độ. Nguyễn Minh Quang, hơi khó của Minh Hiếu. Đạt shot clock còn 6 giây, ném ngay. Không có điểm mà không có lỗi. Vẫn là các cầu thủ Nha Trang Dolphins rất bất ngờ và thú vị. Phản công nhanh đánh cho tuyển quốc gia. Cú ném 3 điểm, ném rất ngọt vào hội ý dành cho Nha Trang Dolphins. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam, một trong 3 vấn đề của đội tuyển Việt Nam đó chính là khả năng ghi điểm. Thì ngày hôm nay họ đang thể hiện rất tốt ở những tình huống dứt điểm của mình. Một điều khá bất ngờ đối với rất nhiều những người hâm mộ đã theo dõi những loạt trận thử nghiệm của BB trong thời gian qua. Cứ như một vòng lặp, Nha Trang Dolphins dứt điểm, họ dứt điểm hụt, họ rebound tấn công, lại dứt điểm hụt và tuyển quốc gia phản công nhanh ghi điểm. Đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ dứt điểm thành công của Việt Nam đã là 87% và trên màn ảnh của chúng ta là Harris và Tommy Huỳnh, hai cầu thủ đã không có tên trong danh sách đăng ký của Nha Trang Dolphins trong trận đấu ngày hôm nay. Theo một số thông tin thì Harris đã dính một chấn thương ở gân kheo và với chấn thương dạng này thì rất khó để có thể bình phục trong ngày 1, ngày 2. Trong khi đó Tô Minh Hình như chúng ta còn nhớ ở trận đấu trước, anh ta đã có những trận đấu không tốt và đã có những sự tức giận không cần thiết ở trên ghế dự bị. Và hôm nay anh đã không có mặt ở trên sân, chúng ta không biết lý do tại sao. Nhưng có lẽ nó có thể liên quan đến thái độ của Tommy Huỳnh. Christopher Galbraith hẳn đang rất cô đơn. Anh đang là ngoại hình duy nhất của Nha Trang Dolphins. Anh Đạt. Rất khó khăn. Tình huống tất bại của Richard. Quả thật ngày hôm nay Richard đã chơi đầy nhiệt huyết và hiệu quả hơn rất nhiều so với 3 trận đấu đầu tiên. Nguyễn Thành Đạt, Quang chuyển cho Gabriel, đã có tình huống phạm luật chạy bước đối với Gabriel. Lần thứ hai trong hiệp đấu này các cầu thủ Nha Trang Dolphins phạm luật chạy bước. Lần trước là tình huống chạy bước của Huỳnh Vĩnh Quang, bây giờ đến được Gabriel. Gabriel còn có một tình huống turnover khá bất thường. Còn thủ thuật 8 giây sân nhà. Justin Young. Justin Young đối đầu với Gabriel. Dương Minh An có quá nhiều khoảng trống ở ngoài vạch 3 điểm. Lại là rebound cho Đào Đốc. Thành Đạt. Dứt điểm rất tốt của Nguyễn Thành Đạt. Một tình huống chủ động cân nhắc để lấy không gian dứt điểm khá thông minh của Thành Đạt. Mặc dù cho người phòng ngự trong tình đó là một chuyên gia rất tin rằng phản hợp tốt của Richard và Phú Vinh. Một trận đấu mà
không chỉ Nguyễn Minh Tôn mà các cầu thủ còn lại của tuyển quốc gia cũng thi đấu thăng hoa. Phạm Thanh Tùng cú ném 3 điểm của Hùng Quang, ném tốt. Cú ném này rất nhanh của Hùng Quang, có một khoảng trống cú công lớn. Lê Ngọc Tú bóng đi dưới lực, tốc độ trận đấu đã được tăng lên trong phút vừa qua. Gabret Thành Đạt unblock tới từ Nguyễn Đình Phú Bình. Và block thứ hai của Phú Bình trong trận đấu này. Thành Đạt không có vẻ gì là cay cú trong tình huống đó cả. Có lẽ anh biết là anh đã cố hết sức rồi. Giả Đốc đang có một mùa giải đầy ấn tượng ở cả khâu ghi điểm lẫn khâu rebound. Từ đầu trận tới giờ anh đã có tới 4 tình huống rebound tấn công. Gabret, Gabret dứt điểm ngay trước mặt của Justin Young. Cầu thủ cực kỳ khó chịu của Justin. Bây giờ thì Nguyễn Anh Kiệt đã được vào sân. Justin Young đột thẳng vào khu vực dưới rổ và có lỗi từ rookie phán cáo tiếng. Có một thằng nào khá mạnh khỏe. Và nếu như muốn thì nó tiếp tục có sức cạnh tranh hơn ở một giải đấu như VBA, có những bài tập bổ trợ về thể hình, giảm bớt tình huống như vừa rồi khi mà phải va chạm với các cầu thủ có thể cao to như Justin thì không những bị thổ lỗi mà còn chắc chắn sẽ gặp chấn thương, rất nhiều khả năng bị chấn thương và ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của mình. Tốt. Tỷ số lúc này đang là 22-10 đối với phía tuyển quốc gia. Đội Vũ Quang có điểm trợ lý cho Gabret. Không rõ điểm dứt điểm cho những cầu thủ to lớn hơn rất nhiều và đây là phản công nhanh dành cho các cầu thủ tuyển quốc gia. Anh Kiệt, Nguyễn Minh Tôn, Nguyễn Minh Tôn đã bóng rất khéo léo, đường truyền ra cho Dương Minh An. Có bóng ở low post, đó là Đức Kiên. Với một đội hình rất nhỏ bé của Nga Sanu Phim thì Việt Nam đang chơi rất thăng hoa và tự tin ở khu 3 giây. Còn Nga Sanu Phim thì ngược lại, họ đang bế tắc ở khu 3 điểm và họ đang muốn tận dụng những tình huống lên rổ. Kể cả những cầu thủ có một thể hình không to lớn như Thành Đạt và thậm chí là Hùng Vĩnh Quang vẫn cố gắng tìm được đường tiếp cận khu vực low post của đội tuyển Việt Nam để thực hiện những tình huống lên rổ. Sẽ có hai quả ném phạt dành cho Đà Đốc sau pha phạm lỗi vừa rồi của Justin Young. Hôm nay có thể thấy Đà Đốc không lựa chọn một vị trí đứng lệch như mọi khi nữa. Anh quyết định đứng thẳng vào giữa khu vực ném phạt. Những trận đấu trước chúng ta thấy anh đứng hơi lệch về một bên. Đó là một tình huống vô của Justin, nhưng trọng tài thì không cắt còn. Nguyễn Minh Tôn, Justin Young, Justin Young có tình huống đánh post up. Cú floater không tốt của Đức Kiên. Ngày hôm nay thì với việc hàng dự bị của Nga Sanofi rất mỏng và có những cầu thủ rất trẻ, chắc chắn sẽ là cơ hội để cho những cầu thủ những còn trẻ của tuyển Việt Nam như là Anh Kiệt hay là cái tên như là Hùng Thanh Tâm sẽ được nhiều cơ hội để tham gia thi đấu. Và là lỗi của Justin Young và đó là lỗi cá nhân thứ hai của anh trong trận đấu này, cũng là lỗi đồng đội thứ hai của tuyển quốc gia. Vâng, có thể Justin cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tất cả các cầu thủ dù có thể hình rất nhỏ của Nga Sanu Phim muốn tự tin để lên rổ. Cơ lỗi cầu thủ Nga số 12 của tuyển quốc gia Việt Nam. Gabret cho tới bây giờ vẫn chưa ghi điểm nào. Anh dứt điểm rất nhiều nhưng vẫn chưa gặp may với cái vành rổ. Và phản công nhanh, đường chuyền rất hay của Justin Young. Nga
Chan Đô Phin đang phòng ngự 1-2-2. Diêu Minh An vậy là đã được đẩy về đội hình phòng ngự 4-1 rồi. Justin Young và đường truyền tốt ra góc sân dành cho Nguyễn Minh Tôn. Ngày hôm nay thì rõ ràng Minh Tôn đã có một bộ mặt rất mới sau những trận đấu đã qua. Điểm số thứ 10 dành cho Nguyễn Minh Tôn và lại là một cú ném từ góc khung độ. Lại có rebound tấn công dành cho Thành Đạt. Vượt qua đường truyền. Lỗi của anh Kiệt, lỗi đẩy người của cầu thủ mang áo số 13. Tính tới lúc này thì cầu thủ ghi điểm lớn nhất về thủ đô của quốc gia đang ở trong ngưỡng với 10 điểm. Cầu thủ ghi điểm lớn nhất về mình nhất của Philippines đang là Thành Đạt với 5 điểm. Garbrett đường truyền dành cho Thành Đạt. Đường dồi dào rất nhanh của Richard nhưng Thành Đạt vẫn có một thứ ba điểm thành công. Tình huống phản công nhanh không như ý của Justin Young. Đường truyền của Justin đã đi quá tầm với của Kiên 2m. Để có chứng tỏ đường truyền này cực cao. Christopher Garbrett. Đội tuyển đầu tiên chỉ còn 1 phút và vẫn chưa có điểm nào. Chạy bước rồi, một tình huống thi đấu khá tâm lý của anh Kiệt khi phải đối đầu với trung phong có chiều cao hơn 2m của Nathan Duffy. Garbrett chưa ghi điểm nào nhưng những đóng góp về mặt phòng ngự của anh là không thể phủ nhận. Vì vậy thì với một ngoại binh thì nhiệm vụ chính của anh vẫn phải ghi được trung bình từ 25 đến 30 điểm. Đặc biệt anh chỉ có một mình ở trên sân. Garbrett có dấu hiệu xin bóng và muốn tự đánh. Garbrett có phải hơi vụng về để đột phá. Điều chuyển ra góc khung độ, ném 3 điểm, ném tốt. Đó là cú dứt điểm của Huỳnh Vĩnh Quang. Vừa rồi là một tình huống luân chuyển bóng rất tốt của Nathan Office. Không có đường truyền ra của Justin nhưng vẫn là cầu thủ mang số 12 contact để có khoảng không, không có điểm. Richard Nguyễn bóng được xuyên ra cánh trái cho anh Kiệt và đường truyền cực kỳ thông minh của anh Kiệt đến vị trí của Justin thì Justin đã luống cuống không thể dứt điểm. Phản công 15 giây, anh Kiệt làm rất tốt để đuổi bóng. Đường truyền không tốt nhưng đã có một tình huống phạm lỗi từ trước đó. Anh Kiệt đang khá hưng phấn trong ít phút vừa qua. Tình huống hustle tuyệt vời của anh Kiệt khiến cho Garbrett lỡ đà. Tình huống lỗi cả người của Huỳnh Vĩnh Quang, người từng sát cánh với anh Kiệt tại giải vô địch quốc gia vừa qua. Tuyển Việt Nam vừa có sự thay đổi người. Justin Young đã được rút ra và vào sân thay cho cầu thủ số 12 là Dư Minh An. Giờ đây thì người sẽ bảo vệ khu vực 3 giây của tuyển Việt Nam đó là Đức Kiên và trên màn ảnh của chúng ta là báo đen anh Kiệt. Anh Kiệt ném quả hai quả vẫn chưa vào, anh chưa ghi được điểm và chỉ còn 8 giây mà thôi. Dolphin sẽ làm gì để tận dụng nốt quãng thời gian ít ỏi này? Một turnover, Nguyễn Minh Tôn không kịp để tung ra một cú dứt điểm cuối cùng và hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với tỷ số 27-17 nghiêng về phía tuyển quốc gia. Hiệp đấu hay nhất của tuyển quốc gia từ đầu giải cho tới giờ.
Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu giữa tuyển quốc gia và Nha Trang Dolphins. Sau hiệp một thì các cầu thủ tuyển quốc gia đã dẫn trước với cách biệt 10 điểm. Nguyễn Minh Tôn, người vừa xuất hiện trên màn hình, là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất bên phía tuyển quốc gia với 10 điểm. Nếu mà Minh Tôn cứ thi đấu với phong độ như thế này trong trận đã qua thì có lẽ tuyển quốc gia Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn đến như vậy. Minh Tôn, Kosovo không được vượt qua được Thành Đạt. Mình truyền ra với Minh Tôn. Tiếp tục là Minh Tôn. Làm gì đây? Một cú ném 3 điểm của Minh Tôn. Bóng được xác định chạm tay của Dương Minh An ra ngoài sân. Quang đang có một tỷ lệ thi đấu rất tệ, 25%, họ đã ném tới 24 tình huống nhưng chỉ thành công 6 lần mà thôi. Bóng tuột tay Thành Đạt. Trọng tài đã thổi còi và có lỗi tẩy người tới từ Đặng Minh Hiếu đối với Dương Minh An. Một tình huống rất rõ ràng của cầu thủ trẻ mang áo số 3 của Nha Trang Dolphins. Minh Hiếu là một tân binh của PBA, năm nay anh 21 tuổi. Đặng Minh Hiếu là cầu thủ từng thi đấu cho tuyển trẻ thành phố Hồ Chí Minh tại giải vô địch quốc gia vừa qua. Đưa anh về ở kỳ PBA Draft vừa qua. Lật bật và trở lại với Nha Trang Dolphins. Đường truyền cho Garvet, chắc chắn đây sẽ là tình huống có điểm đầu tiên của ngoại binh đội tuyển Nha Trang Dolphins. Hội ý cho huấn luyện viên Kevin Jokic và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Kevin Jokic đang có những lực nhổ với Dương Minh An, người vừa điểm mất bóng trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó, chắc chắn Nha Trang Dolphins đang rất vui mừng với điểm số đầu tiên của Garvet. Một cú rổ rất đẹp mắt và hy vọng rằng cú úp rổ đó sẽ cởi bỏ nút thắt về mặt tâm lý dành cho cầu thủ này. Trước khi thực hiện cú đăng vừa rồi thì Christopher Garbrett đã thực hiện tới 7 cú dứt điểm mà không ghi được điểm nào trong hiệp 1. Hiện tại thì cầu thủ đang có nhiều điểm nhất cho Nha Trang Dolphins vẫn là Thành Đạt. Anh có 8 điểm, trong đó có 1 tình huống 3 điểm thành công. Và cũng rất đáng chú ý là hiện tại Thành Đạt đã có tới 6 rebound. Tức là chỉ cần thêm 2 điểm và 4 rebound nữa là lại có double-double. Và thậm chí số lượng rebound đó cũng là cầu thủ có số rebound nhiều nhất của Nha Trang Dolphins, trong khi Garvet mới chỉ có tổng cộng 1 rebound. Cực kỳ bất ngờ là chỉ số cực kỳ kém ấn tượng của Garvet. Dương Minh An đường trường của Minh Tôn. Trần Thanh Tâm đã chờ sẵn và đường trường của Trần Thanh Tâm không thể vượt qua được sải tay của Garvet. Nguyễn Quang đã chủ động đánh chậm lại. Garvet cả về đối đầu với Justin Young, chắc chắn anh sẽ đánh thẳng vào vị trí của Justin Young. Rất đáng tiếc bóng như thế nào và không có điểm số thứ tư cho Garvet là Justin. Justin đã phạm hai lỗi cá nhân ở hiệp 1 và đó là lý do tại sao Garvet lại tự tin đến như vậy. Phạm Đức Kiên rebound trên đầu của Phạm Thanh Tùng. Nguyễn Minh Tôn một pha dứt điểm đổi tay rất khó của Minh Tôn nhưng có điểm. Vừa rồi là hàng loạt những tổ hợp combo cực kỳ ấn tượng của Minh Tôn. Crossover từ tay trái sang tay phải, lên rổ, uphander và đã có một tiếng hình hoàn dành cho cầu thủ áo số 2. Hàng tháng rất tốt của Nguyễn Minh Tôn giúp anh dù đã đổi quyết định tới 2 lần nhưng vẫn có được một cú dứt điểm đi vào rổ. Minh Tôn đang có nguồn động lực thi đấu rất lớn và hiện tại anh đang có 12 điểm. Vừa rồi là điểm số thứ 13. Chưa thể
quá người. Được đưa bóng tới Barrett ở khu dưới rồi được chuyền cho Thanh Tùng đắp một tim và đó sẽ là khoảng trống cho Đặng Minh Hiếu. Rơi vào tay của các cầu thủ quốc gia và phản công nhanh. Vẫn là Đức Kiên. Bóng được kích ra cho Minh Tồn và Justin. Justin Young được quyền vào sân để nhận nhiệm vụ thu hồi bóng cùng cầu thủ vào cho đội tuyển Việt Nam. Pha lên rồi cao tay của Duy Nga không thành công, tranh bóng. Tình huống nỗ lực ghi bàn tấn công rất tốt của Phạm Đức Kiên nhưng Đặng Minh Hiếu đã có ưu thế trong tình huống vừa rồi. Huấn luyện viên Rob Nielsen và cầu thủ Thanh Đạt đang có những trao đổi với nhau. Có vẻ như sau tiếng vừa rồi thì Đức Kiên đã bị đau và đã được rút ra vào thay vị trí cho Đức Kiên và Vũ Đức Thái. Đây là lần thứ mất bóng thì bóng sẽ thuộc về kiểm soát của các cầu thủ trong đội tuyển. Và để mất bóng, Nguyễn Minh Tôn là người steal. Không có điểm do Minh Tôn. Cả hai tình huống đều có chung một kết quả. Khá đáng tiếc cho tuyển Việt Nam, phản công cho Nha Trang. Một tình huống 3-2, làm gì đây? Anh Đạt ra the back. Đặng Minh Hiếu rất chống trải các 45 độ và ném trượt. Rõ ràng những tình huống dứt điểm vẫn là một vấn đề rất lớn của Nha Trang. Và dường như ngày hôm nay thì thậm chí chỉ còn Thành Đạt người đang có những bước chân tập tễnh đến kỳ điểm mà thôi. Thành Đạt còn không đứng nổi nữa rồi anh Minh Hiếu ạ. Nếu như Thành Đạt chấn thương thì đó là, sẽ là một mất mát cực lớn dành cho tuyển quốc gia. Tôi có thể dùng từ là thảm họa cho Nha Trang Dolphins. Bởi vì ngày hôm nay thì đến Garbrett cũng mới chỉ có 2 điểm. Và người đang gồng gánh Nha Trang Dolphins trên vai chính là Thành Đạt. Nhưng có vẻ như anh đã không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng rồi. Thành Đạt đã bị đau sau pha cố gắng truy cản Huỳnh Thanh Tâm. Và anh đã được rút ra nghỉ để hồi sức. Rất có thể đây là một tái phát nhẹ để chấn thương cổ chân của anh đã gặp phải trong trận Challenger đầu tiên. Một tình huống tiếp đất không thực sự an toàn của Thành Đạt. Thành Đạt mới bị lật cổ chân và đã phải thi đấu với trên 100% sức lực để có được những điểm số cho Nha Trang Dolphins. Và giờ đây cầu thủ Nha Trang Dolphins sẽ thi đấu mà không có cầu thủ đội tuyển tốt nhất của họ. Một tình huống trượt chân của Tùng Chi Ca. Thêm một tình huống trượt chân nữa, lần này là Huỳnh Vĩnh Tâm phản công. Huỳnh Vĩnh Quang ném rổ trước mặt của Justin Young và một cú ném tầm trung có cảm giác rất tốt. Nguyễn Trọng Nguyễn. Justin Young không ném mà quyết định đột thẳng vào vị trí của Garbrett. Đó là đường truyền cho Nguyễn Minh Tôn. Tức là ngày mai Minh Tôn đang cực cháy cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong một trận đấu mà Tâm Đinh không thể thi đấu, Minh Tôn đang là cây ghi điểm chủ lực của các cầu thủ tuyển quốc gia. Garbrett không truyền và quyết định dứt điểm ngay. Goal one dành cho Christopher Garbrett của Nha Trang Dolphins. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hai người lao vào truy cản nhưng Garbrett vẫn có điểm. Trong tình huống vừa rồi thì Garbrett hoàn toàn có thể truyền ra nhưng tỷ lệ ném 3 điểm 36% có lẽ khiến cho Garbrett có một chút ngại ngùng trong việc đưa bóng ra và anh quyết định là tự mình dứt điểm sẽ hiệu quả hơn. Cú ném phạt trượt của Garbrett đã chuyền đến cả thành công của Nha Trang hôm nay. Justin vẫn đang đóng vai trò người vai vào trong để kích đường truyền ra của thắng đồng đội mình. Justin tục. Justin điểm mất bóng. Garbrett ném 3 điểm. Ném tốt tới từ Garbrett. Điểm số thứ 7 dành cho Hoàng Minh này. Justin Young là một trong những cầu thủ được chơi được nhiều nhất tại VBA với trung bình hơn 4 tình huống mất bóng một trận đấu. Và can thiệp tốt của Garbrett được truyền ra góc không độ. Cao Tiến ném quá thiếu chính xác.
cho thấy một sự khá tâm lý của Morocco. Lê Ngọc Tú lấy lại được bóng. Justin Young. Phú Kobe. Một tiếng lên rổ rất cao tay của Phú Kobe và thứ hai điểm may mắn cho cầu thủ mang số 14. Và lên rổ cao tay mang thương hiệu của Tú Kobe. Huấn luyện viên đội tuyển Nhà Thanh Đô Phiên xin lỗi. Lúc này thì tỷ số đang là 37-26. Nguyễn Minh Tôn đang là cầu thủ ghi điểm tốt nhất bên phía tuyển quốc gia với 16 điểm. Trong khi đó bên phía Nha Trang Dolphins, Christopher Gabret có 7 điểm, Nguyễn Thành Đạt có 8 điểm. Trong ít phút đã qua thì Thành Đạt đang phải ngồi ngoài. Và chúng ta thấy được là Gabret đã bắt đầu thực hiện nhiều thứ ISO hơn. Thực sự các cầu thủ trẻ của Nha Trang Dolphins chưa có một cái tên nào có thể gánh vác được trọng trách điểm số cả. Và đó là lý do tại sao Gravett muốn có nhiều tình huống có điểm và thậm chí là cả những tình huống 3 điểm như chúng ta được chứng kiến. Rõ ràng với việc xây dựng đội hình dựa trên rất nhiều tân binh thì các cầu thủ như Trang Dolphins phải có những ngoại binh, những cầu thủ Việt kiều rất chất lượng. Nhưng như chúng ta đã thấy, Devin Harris thì chấn thương, Tommy Huỳnh thì không đáp ứng được nhu cầu. Đó là những đội bóng không có nguồn cung cấp cầu thủ trẻ từ chính đội bóng mình như Nha Trang Dolphins, Thanh Hóa Phiên đang gặp càng nhiều vấn đề ở các mùa giải VB gần đây. Và khi mà những đội bóng có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ tốt như Buffalo, Thăng Long Warriors, Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings, họ bắt đầu gặt hái được những cầu thủ trẻ của mình để sử dụng. Và thì đội bóng không có quá nhiều cầu thủ trẻ, họ Những người khác Gabret đội Việt Nam có 39 điểm, Minh Tôn đã góp 18. Tối nay, trận đấu này chưa thể chính xác. Justin Young đường truyền đã bị bắt bài. Gabret ném tốt. Cảm giác ném của Gabret trong hiệp 2 tốt hơn rất nhiều so với hiệp 1. Sau cú úp rổ của anh thì có vẻ như tâm lý đã tan biến. Đầu có một số nhiều hơn dành cho Nathan Dolphins. Hiện tại thì Gabret đã có 9 điểm. Lê Ngọc Tú đột phá. Thì dứt điểm hai trái quen thuộc của Lê Ngọc Tú. Thành Vũ Đoàn luôn là một vị trí mà các đội bóng yêu thích được khai thác. Cầu thủ rất nhỏ. Gabret đột phá lên rổ, hơi thiếu may mắn một chút. Trong tình huống phong độ vừa rồi có sự xuất hiện tới 4 cầu thủ Việt Nam, nhưng Gabret vẫn có một tình huống lên rổ khá đáng sợ. Hai phạt đánh phạt. Tuy nhiên thì như anh Minh Hiếu vừa nói, tỷ lệ đánh phạt ngày hôm nay của Gabret đang là 0%. Ném trượt cả 3 pha ném phạt mình được nhận từ đầu trận đấu tới giờ. Trước mắt Gabret sẽ là tình huống ném phạt thứ 4. Một cú ném ngọt. Điểm số thứ 29 dành cho Nha Trang Dolphins. Cách biệt là hai con số nhưng không quá xa. Có một tình huống có điểm rồi. Justin Young có hiểm trợ từ Đức Thái hay không? Không. Đức Thái đánh vào trong.
phải dừng lại khi có một bức tường mang tên Gabriel vượt qua. Anh đạt đường truyền cho Đặng Minh Hiếu. Gabriel và phòng ngựa sờ của Lê Ngọc Tú, nhưng bóng vẫn còn trong tay của các cầu thủ nhà Trần Đông Phi. Đường truyền xuyên tuyến của Đà Đông cũng không thành công. Điều đó một đường truyền, quyết định truyền bóng rất tệ của Thành Đạt khi anh có rất nhiều phương án, thậm chí shot clock vẫn còn đến 8 giây. Bóng lên dành cho nhà Trần Đông Phi, bóng đã chạm chân của Minh Tôn. Đây là hình ảnh thấy rất nhiều ở Minh Tôn ở các mùa giải trước, những tình huống đột phá với sức mạnh. Phạm Thanh Tùng vào sân thay cho Gabriel. Và Minh Hiếu cũng đã được rút ra. Và theo là cầu thủ Phan Cao Tiến, cầu thủ 28 của Nhà Trần Đô Phi. Hôm nay thì chỉ có 4 cầu thủ của Nhà Trần Đô Phi ghi điểm, đó là Thanh Tùng, Thanh Đạt, Gabriel và Huỳnh Vũ Quảng. Những cầu thủ còn lại không có điểm. Vũ Quảng, Tuấn Anh dứt điểm tốt từ Tuấn Anh. Quả chiến đầu tiên của anh ở hôm nay. Và là cầu thủ thứ 5 của Nhà Trần Đô Phi có điểm. Dù Bình An. Lúc này thì Nha Trang Dolphins đang thi đấu với 100% nội binh. Nguyễn Minh Tôn đường truyền ra góc 45 độ. Nguyễn Minh Phú Vinh. Nếu Minh Tôn đầu tiên, kỳ ba đầu tiên của Nguyễn Minh là đã thành công. Đường Vũ Quang chờ sẵn ở góc không độ, đó là Phan Cao Tiến, nhưng anh lại không bắt được bóng cho tình huống vừa rồi. Theo quan sát của tôi thì Gabriel đã sẵn sàng để trở lại, anh chỉ được nghỉ ngơi khoảng 30 giây thôi. Và trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này thì Nha Trang Dolphins đã thi đấu khá là bập. Và điển hình là tình huống turnover vừa rồi của Phan Cao Tiến. Có lẽ 30 giây cũng là đủ cho Gabriel, nhưng không có nhiều lựa chọn cho anh khi đối mặt với Nha Trang đội tuyển sinh này. Tổng quốc gia thi đấu luôn hết sức căng thẳng. Justin Young thì nó không thành công rồi là của Sơn Minh Tâm. Justin Gabriel góc không độ. Thành Đạt một quả trúng rất lớn dành cho Thành Đạt nhưng anh không có điểm. Đây là Gabriel, Gabriel đánh thẳng vào trong. Đó là điểm số 2 dành cho Christopher Gabriel. Và cả 12 điểm đều được ghi ở hiệp 2 này. Vừa rồi thì tình huống lên rổ của Gabriel Phú Vinh đã không nhận được sự hỗ trợ tốt đến từ những cầu thủ phòng ngự đằng sau của tuyển Việt Nam. Điểm như này đang như một điểm cái nỗ lực của Đà Đốc trong hiệp 1 và Christopher Gabriel trong hiệp 2, nhờ cho Dolphins vẫn đang bám đuổi với một ly có thể chấp nhận được. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai chỉ còn nửa phút mà thôi. Justin Young vẫn có dứt điểm tay trái. Bóc xào tốt từ Phan Thanh Tùng và đây là Gabriel. Gabriel một tình huống 3-3. Đó là một cú cướp bóng cực kỳ tốt của Minh Tôn, nhưng vẫn là cầu thủ Nha Trang Dolphins. Phan Cao Tiến đánh lừa được cú sang nhấn và 3 điểm dành cho cầu thủ mang áo số 28. Một tình huống highlight rất đáng nhớ của Phan Cao Tiến. Từ đầu trận cho tới giờ thì Phan Cao Tiến mới chỉ dứt điểm, đây là lần thứ hai của anh. Lần trước là một cú ném 3 điểm đi trúng bảng rổ, còn lần này là một tình huống pump fake và ném 3 điểm rất ngọt của cầu thủ mang áo số 28 này. Nhưng trước đó thì chúng ta cũng phải dành lời khen cho nỗ lực tuyệt vời của Gabriel. Anh một chút nữa đã để mất bóng nhưng vẫn sẵn sàng xoay người để cứu bóng và có một đường kiến tạo thành công cho người đồng đội trẻ tuổi của mình. Gabriel ném 7 quả không thành công quả nào trong hiệp 1. Ở hiệp 2 anh ném 8 quả và đem về tới 12 điểm. Bên cạnh đó thì Christopher Gabriel cũng có cho mình 3 rebound. Và tình huống vừa rồi truyền cho Phan Cao Tiến cũng là tình huống kiến tạo đầu tiên của anh trong trận đấu ngày hôm nay. Sau khi thời gian hội ý khép lại thì sẽ còn 13,5 giây và có lẽ đó cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp đấu này.
và chắc chắn huấn luyện viên Olympiacos đã sử dụng quyền hạn cuối cùng của hai đội để xét vào vòng bảng với mục tiêu cao nhất là có điểm dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Có vẻ bài đánh hơi phức tạp tới mức mà thời gian hội ý đã hết được gần 10 giây rồi thì đội tuyển quốc gia mới bước ra sân. Năm cầu thủ sẽ thi đấu phần còn lại của hiệp 2 của tuyển quốc gia Việt Nam còn có Justin, Minh Tồn, Dư Minh An, Phú Vinh, Sơn Minh Tâm. Đường chuyển quá mạnh của Justin Young cho vị trí của Sơn Minh Tâm. Justin đã có tình huống turnover thứ 6 của mình trong trận đấu này. Và một nửa trong số đó tới từ những đường chuyền mang tính chất bóng ổ dục như vừa rồi. Còn 6 giây, Galbraith đột phá, ghi 2 điểm chăng không? Có rebound dành cho Minh Tôn và đó cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp đấu thứ 2. Tuyển quốc gia dẫn trước với tỷ số 44-36. Có vẻ như ở tình huống cuối cùng khi mà Justin có một tiếng turnover thì đó là một pha bóng chạy bài lỗi của đội tuyển quốc gia Việt Nam khiến cho anh bắt buộc phải thực hiện đường chuyền như vừa rồi. Và đó là lý do tại sao ngay sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 2 nổi lên, Justin đã đi ra phía của huấn luyện viên Olympiacos để có những lời phàn nàn. Và hiệp thi đấu thứ hai kết thúc với khoảng cách là 8 điểm dẫn trước cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 44-36. Chúng ta đang thấy là đội tuyển quốc gia đang dẫn trước với một phong độ khá tốt của Minh Tôn. Tuy nhiên, về cá nhân tôi đang rất thích tinh thần của Nathan Phin thể hiện trong hai hiệp thi đấu qua và đặc biệt là hiệp thi đấu thứ hai. Vâng, rõ ràng chúng ta thấy ở hiệp thi đấu đầu tiên thì cầu thủ Nha Trang Dolphin dường như là bị ngợp và gặp rất nhiều khó khăn trước tuyển quốc gia. Tuy nhiên, càng về sau họ chơi càng hay và đặc biệt là khoảng thời gian cuối hiệp 2 họ đã ghi điểm rất tốt để có thể rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 8 điểm. Và những cầu thủ chơi xuất sắc nhất bên phía Nha Trang Dolphins đó chắc chắn đó là Christopher Galbraith với 12 điểm, 3 rebound. Trong khi đó bên phía tuyển quốc gia, Nguyễn Minh Tôn đang có một trận đấu ấn tượng hơn rất nhiều so với những gì anh trình diễn trong 3 trận đấu đầu tiên. Anh ghi tới 18 điểm, đạt hiệu suất dứt điểm lên đến 53%, có tới 7 rebound, 3 kiến tạo và 2 lần cướp bóng. Hôm nay thì như chúng tôi đã nói, Lý Giang Viễn đã gặp một chuyện buồn về gia đình như người dì của anh đã qua đời vì Covid-19. Và tôi tin chắc chắn rằng đây cũng là một động lực để cho Richard Nguyễn muốn có một trận đấu tốt của mình để dành tặng cho người gì đã qua đời của mình. Tuy nhiên thì như tôi đã nói, nếu mà Richard Nguyễn cứ thi đấu như ngày hôm nay thì có lẽ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã không phải khổ sở vất vả để bám đuổi đối thủ của mình quá xa trong trận đấu đã qua. Và đây là chỉ số của hai đội bóng sau hiệp thi đấu thứ nhất và hiệp đấu thứ hai. 51% là tỷ lệ field goal của đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong khi đó thì 33%, một con số rất thấp đang thuộc về Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên, một con số rất đáng lo ngại dành cho tuyển quốc gia đó là 11 turnover và 6 trong số đó thuộc về Justin Young. Rõ ràng tuyển quốc gia đang gặp một trong những đội bóng được đánh giá thấp nhất về phòng ngự. Tuy nhiên, họ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về khâu turnover. Vâng, hầu hết những tình huống turnover của Justin đều là do cầu thủ này đã có đường bad pass, những đường truyền hỏng. Và đâu đó tôi đọc được ở trên mạng xã hội là người ta đã comment là Justin đã và Justin Thing, đó là Justin vẫn đang làm những điều mà anh làm xuyên suốt những mùa giải vừa qua, đó là anh để turnover rất là nhiều. Và chắc chắn là đây là một trong những điều mà huấn luyện viên Kevin Durant cần phải
giúp người học trò của mình giảm tối thiểu những tình huống turnover như vậy. Bởi vì sau những tình huống turnover của đội tuyển Việt Nam thì đội Nathanofin đã có tới 12 điểm đến từ những tình huống bóng của tuyển Việt Nam, cho anh mình hiểu. Thêm một vấn đề nữa mà các cầu thủ tuyển quốc gia đang vướng phải, đó là rất nhiều tình huống họ không tranh được rebound với những cầu thủ có thể nói là thấp bé nhẹ cân hơn rất nhiều. Trong trận đấu hôm nay, Nha Trang Dolphins có tới 11 tình huống rebound tấn công, 5 trong số đó thuộc về Nguyễn Thành Đạt, và có những tình huống rebound của Huỳnh Vĩnh Quang cũng như Nguyễn Tuấn Anh. Rõ ràng họ là những cầu thủ không có lợi thế về mặt chiều cao, tuy nhiên lại bắt rebound tấn công rất tốt, và đó là một trong những yếu tố mà các cầu thủ tuyển quốc gia cần phải xem xét, cần phải chỉnh sửa. Theo tôi, điều này đến từ hai lý do. Lý do đầu tiên là chúng ta không thể phủ nhận công lao của các cầu thủ như là Huỳnh Vĩnh Quang hay là Thành Đạt, và là những nỗ lực của những cầu thủ nhỏ bé này. Và lý do thứ hai theo tôi đó là bởi vì tuyển quốc gia Việt Nam không có một cầu thủ cao to để có thể tranh chấp rebound tốt với những cầu thủ ngoại binh như đặc biệt là Jordan Beck này. Vì vậy là họ thường phải sử dụng hai tới ba, như là ba cầu thủ để có được trường hợp bốc giao tốt để chiếm vị trí trước Jordan Beck. Và đó lý do là sao khi mà bánh bóng bay ra hướng khác thì lúc đấy thì các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam thua thiệt hơn về mặt nhân sự ở khu vực đó để có được trường hợp tốt. Nhắc tới rebound tấn công thì chúng ta không thể không nhắc tới Thành Đạt. Thành Đạt đang có một trận đấu rất thăng hoa cho tới khi anh bị tái phát chấn thương và phải tạm ra nghỉ một lúc. Lúc này thì Thành Đạt đã chơi 16 phút, ghi được 8 điểm, 6 rebound và 1 kiến tạo. Bên cạnh đó là Harden Steel. Rõ ràng Thành Đạt đang thi đấu với phong độ tốt nhất của anh kể từ khi đến với môi trường VBA. Vâng, Thành Đạt, vâng, cảm ơn đạo diễn hình đã cho chúng ta thấy sự xuất hiện của Thành Đạt trên băng ghế dự bị, và anh cũng đang khá buồn. Mong rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Và nói về phong độ của Thành Đạt, tôi nghĩ là đó xuất phát từ số phút thi đấu và cách chơi của Thành Đạt. Thành Đạt trong màu áo của Hà Nội Buffalo và ngay cả màu áo của Thăng Long Warriors tại hai mùa giải vừa qua, gần như anh vào sân chỉ để ghi ném 3 điểm và những tình huống phòng ngự thôi. Một cầu thủ chuyên đi đúng nghĩa. Còn Nathan Dolphin, khi mà ông Robinson không có quá nhiều cầu thủ chất lượng có thể làm được nhiều điều trên sân, thì Thành Đạt đang là một cầu thủ có quyền làm những điều như vậy. Và tôi nghĩ đó là điều anh ta muốn, và anh ta lúc nào cũng khao khát khi mà thi đấu trong màu áo của Hà Nội Buffalo cũng như là Thăng Long Warriors. Và bây giờ khi mà có cơ hội, anh đang chứng minh cho mọi người thấy là anh có thể làm được rất nhiều điều, không chỉ là một cầu thủ chuyên đi mà thôi. Vâng, rõ ràng là Nha Trang Dolphins và tuyển quốc gia đang tạo ra một cuộc so tài cực kỳ hấp dẫn với những sự thăng hoa của những cầu thủ như Nguyễn Minh Tôn, Nguyễn Thành Đạt hay Christopher Gabrett. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn rất nhiều gương mặt mà chúng ta cần phải theo dõi ở những hiệp đấu tiếp theo. Tôi là Minh Hiếu, bên cạnh tôi là vận động viên Đức Nguyễn, và chúng ta sẽ cùng tới với hiệp 3 của trận đấu này. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ 3, cuộc đọ sức giữa tuyển quốc gia và Nha Trang Dolphins. Lúc này thì các cầu thủ tuyển quốc gia đang dẫn trước với cách biệt là 8 điểm. Du Minh An, Justin Young. Du Minh An đã có lỗi tấn công tới từ Justin Young, và đó là lỗi cá nhân thứ 3 của anh. Justin Young trong hai hiệp đầu tiên anh là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất của đội tuyển quốc gia với con số 6. Và bây giờ là lỗi cá nhân thứ 3 của Justin. Đạt, Phạm Thanh Tùng, Christopher Gabret ném 3 điểm. Trở lại trong hai đấu trường của Vinh thi đấu không quá nhiều thời gian, cao 2m mới chỉ thi đấu 8 phút trong hai hiệp đã qua. Và bây giờ là ném 3 điểm thành công thứ hai của Nguyễn Đình Phú Vinh. Điểm số thứ 8 dành cho Nguyễn Đình Phú Vinh kể từ đầu trận. Tuấn Anh điểm kích ra dành cho Vĩnh Quang, bóng chạm phần lưới của rổ. Đây là phản công nhanh. Nguyễn Đình Phú Vinh lại là một cú ném xa, lại là vào rổ. Hai tình huống ném ba liên tiếp của Nguyễn Đình Phú Vinh, và trên băng ghế dự bị của tuyển quốc gia Việt Nam, tôi thậm chí thấy các cầu thủ ăn mừng khi mà Phú Vinh còn chưa ra tay. Tình huống đánh low post rất khéo léo của Thanh Tùng cho tới tình huống dứt điểm cuối cùng.
đôi chân thì rất khéo léo, và nếu bao nhiêu thì đôi bàn tay của anh Tùng không ổn bấy nhiêu trong pha bóng vừa rồi. Lại là Phú Bình, Phú Bình đang là nhân vật chính của trận đấu trong 2 phút đã qua với điểm số thứ 8 liên tiếp. N1 và Nguyễn Đình Phú Vinh đã có 11 điểm trong tài khoản của mình, chính xác là 13 điểm. Tuyển Việt Nam có một cú rắn điểm cực kỳ ấn tượng với số điểm của Phú Vinh mà thôi. Tuấn Anh, Gabret. Chúng ta cũng không nên quên rằng hôm nay đội tuyển quốc gia Việt Nam không có Tâm Bình. Đây là cơ hội để cho các cầu thủ khác của tuyển quốc gia có cơ hội khẳng định mình ở khả năng ghi điểm. Huỳnh Bóng Quang đã có khoảng trống rất lớn nhưng anh không thể cắt được chuỗi ghi điểm của tuyển quốc gia. Phạm Thanh Tùng, Gabret, một cú từ vạch ném phạt. Đó là thì Justin Gabret cũng khá vất vả trong việc phải theo kèm đặc biệt với Gabret. Dương Đình đường truyền tốt cho Tú Tú Bì nhưng cầu thủ Mang Áo số 14 đã không tập trung. Một trả về cho Gabret, kích ra cho Thành Đạt ném ngay. Một tiếng cầu dao của Huy Trang Huyện khiến cho Thành Đạt ném bổn. Đường bóng vẫn còn dành cho cầu thủ Nha Trang Dolphins và Gabret vừa câu được một tình huống lỗi của Justin Young. Và điều mà những người hâm mộ của tuyển quốc gia Việt Nam rất lo sợ cuối cùng cũng đã đến, và đến rất nhanh ở hiệp đầu thứ 3 này khi mà Justin phạm hai lỗi liên tiếp ở một khoảng thời gian chưa đến 1 phút. Và anh đã gặp phải foul trouble với lỗi cá nhân thứ 4 của mình rồi. Huấn luyện viên Kevin Jokos sẽ đưa Justin Young rời khỏi sân sau tình huống ném phạt của Gabret. Nhưng Gabret đã ném phạt trượt và Justin Young sẽ còn phải ở trên sân thêm một lúc nữa. Nguyễn Minh Tôn đường truyền không thành công. Tiếp tục là turnover của tuyển quốc gia. Với việc Justin đang rất vất vả để theo kèm các mã win của đội bóng đối thủ và là Gabret trong trận đấu này, thì rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy nhớ Chris Baker, một cầu thủ phải nói là được nhiều chất lượng nhất trong lịch sử VBA ở vị trí số 5. Phạm Thanh Tùng, Gabret. Phạm Thanh Tùng ném 3 điểm. Gabret vừa vào tấn công. Trước mặt anh đang Phú Vinh, có can thiệp tốt tới từ Dương Minh An. Bóng lên dành cho tuyển quốc gia. Theo quan sát thì đã có một tình huống tranh bóng và theo luật luân phiên phát bóng thì sẽ bóng thuộc về các cầu thủ tuyển quốc gia. Cách bây giờ là 16 điểm và tuyển quốc gia Việt Nam đang chiếm ưu thế trong cuộc đua và đội bóng thoát trận toàn thua tại VBA năm nay so với đối thủ trực tiếp là Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên trước mắt của tuyển quốc gia sẽ là những phút giây tương đối thử thách khi Justin Young đã phạm 4 lỗi cá nhân và đang được đưa ra nghỉ. Không biết huấn luyện viên Rob Nielsen sẽ quét vào điểm yếu này như thế nào đây. Nguyễn Minh Tôn đường truyền cho Phú Vinh. Dương Minh An. Dương Minh An, Anh Kiệt với cú ném xa. Sẽ có 3 tình huống ném phạt dành cho Anh Kiệt. Lỗi đẩy người của Gabret. Gabret vừa có những phân trần của trọng tài. Theo tôi thì đó là một tình huống thổi còi chính xác của trọng tài. Gabret đã có xu hướng lao ra và va chạm với anh Kiệt trong tình huống cầu thủ mang áo số 13 nói rồi. Gabret cũng không phân trần quá nhiều. Anh Kiệt ném trượt quả đầu tiên.
và ném trượt quả thứ hai. Số 13 của tuyển quốc gia chưa ghi điểm nào trong trận đấu này. Đó mới là điểm số đầu tiên của cầu thủ người Sóc Trăng. Nguyễn Thành Đạt. Thành Đạt đang có số phút trung bình cực cao tại video này với khoảng 30 phút vô trận. Bây giờ chúng ta có một tình huống rõ ràng Minh Tôn không biết làm gì hơn mà được lùi ra để cho Gavrot cùng với Metanofis ghi điểm. Những câu bóng như thế sẽ còn xuất hiện khá nhiều. Phú Vinh trả ra cho Minh Tôn. Minh Tôn crossover xoay người, loạt động tác kỹ thuật của Minh Tôn và được kết thúc hoàn hảo bằng một tình huống gỡ bảng ghi hai điểm tiếp theo cho Việt Nam 55-38. Điểm số thứ 20 của Nguyễn Minh Tôn. Đoàn Đốc, Đoàn Đốc ném 3 điểm. Dương Minh An, Nguyễn Phú Vinh đường truyền dành cho Ngọc Tú. Phải chăng lại là một tình huống đánh ISO? Không, đó là đường truyền ném ngay. Đường truyền rất tốt của Minh Tôn cho Dư Minh An. Và đây là Phú Vinh, lần này đã không thành công ở tình huống ném 3 điểm ở top thế kỷ. Lỗi của Linh Ngọc Tú đối với Huỳnh Vĩnh Quang. Linh Ngọc Tú này đánh chính thay cho Tâm Đình. Anh ghi 7 điểm từ đầu trận. Phan Cao Tiến được đưa vào sân. Và nhường chỗ cho anh là Phạm Thanh Tùng. Tâm Đình vẫn đang mặc đồng phục của tuyển quốc gia nhưng anh chưa thi đấu phút nào từ đầu trận. Có lẽ huấn luyện viên Kevin Jokos muốn anh tiếp tục nghỉ ngơi sau khi đại dịch chấn thương ở trận gặp Sài Gòn Heat. Với việc Thanh Tùng được rút ra thì rất có thể trong ít phút tới đây các cầu thủ nhà Chelsea sẽ tấn công vào khu vực Lobos nhiều hơn, nơi có vị trí của Gambret. Cao Tiến. Bóng cuối cùng cũng về tay cầu thủ của quốc gia, đây là Dương Minh An. Không ném ngay và quyết định đưa nó cho Phú Vinh. Vâng, rất bất ngờ. Vừa rồi là một tình huống theo tôi là rất thú vị và có lẽ khoảng 1-2 năm trước thì không ai có thể nghĩ là tình huống này có thể diễn ra. Đó chính là việc Julian có khoảng không, có không gian nhưng anh lại dừng lại không ném rổ, đưa bóng cho Phú Vinh để Phú Vinh thực hiện tình huống 3 điểm. Mặc dù đó là một tình huống không thành công. Sau khi dứt điểm trượt thì Phú Vinh ngay lập tức lao về phòng ngự và có một cú block dành cho Huỳnh Vĩnh Quang. Cao Tiến, Gabriel đang xin bóng. Và sau tình huống turnover vừa rồi thì Phan Cao Tiến đã phải nhận sự phẫn nộ của huấn luyện viên Robinson ở ngay sát đường biên. Ông cho rằng Cao Tiến nên truyền ra chứ không thực hiện cố một tình huống handle rồi lại có một tình huống turnover trên nhà trận đấu phim. Trang Nguyễn rổ rất đẹp mắt. Đây mới là Richard Nguyễn mà chúng ta từng được biết, thưa anh Minh Hiếu. Thi đấu rất thăng hoa, rất đẹp mắt và cũng vô cùng chính xác. Gambret. Và sau đó là một tình huống đáp trả của Christopher Gambret ở bóng 3 điểm. Dương Minh An. Anh Kiệt. Lê Ngọc Tú. Trả lại cho anh Kiệt. Richard Nguyễn ném 3 điểm. Vừa rồi thì Richard Nguyễn đã đánh lừa được Thành Đạt chỉ bởi một tình huống giáp step khá đơn giản. Thành Đạt đã bị đánh lừa và anh định di chuyển vào trong. Nhưng Richard Nguyễn đã dừng lại và thực hiện một cú ném 3 vô cùng chuẩn xác. Bóng lại vào tay của Richard Nguyễn đường truyền cho Dương Minh An. Đó là assist dành cho Richard Nguyễn. And one cho Dương Minh An. Và hội ý cho nhà Thành Dolphins. Vẫn là những lời rất tức giận của ông Rob Nielsen. Và lần này ông còn phàn nàn với trọng tài. Sau tình huống ghi điểm vừa rồi thì Dương Minh An đã chỉ tay về hướng của Nguyễn Minh Tôn và nói rằng đây là pha bóng có công của anh. Còn huấn luyện viên Rob Nielsen
vẫn đang có những tranh cãi với trọng tài. Và Brett cũng góp vài lời. Trong trận đấu trước thì Robinson cũng đã nhận được những sự cảnh cáo của các vị huấn luyện viên bởi những lời qua tiếng lại với huấn luyện viên Eric Welsling. Và thậm chí là hai vị huấn luyện viên này còn kéo cuộc nói chuyện của mình từ trong trận đấu ra ngoài phòng thay đồ. Rất may là mọi thứ đã được giải quyết và không có điều gì quá nghiêm trọng diễn ra trong cuộc nói chuyện giữa hai vị thuyền trưởng. Nhìn gương mặt của huấn luyện viên Robinson, tôi có cảm giác như ông đang phải chịu rất nhiều áp lực. Đội bóng của ông đã thua 3 trận liên tiếp và đang đối diện với một cái biệt rất lớn. Lúc này tỷ số đang là 62-41 nhưng về phía tuyển quốc gia. Tuyển quốc gia thiếu vắng Justin Young trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng sự thăng hoa trong tấn công của Wilmington đang giúp cho tuyển Việt Nam tạo không chỉ bảo vệ được thành quả mà còn nới rộng ra cái biệt. Với việc Wilmington thi đấu thăng hoa trong trận đấu này thì tôi cũng có một chút tò mò không hiểu, đó đến từ việc Nha Trang Dolphins không có một cái matchup xứng đáng để theo kèm đủ áp lực gây nên tâm lý của cầu thủ này hay không. Và có lẽ chúng ta cùng chờ những trận đấu tới khi mà Minh Tôn đối diện với một cầu thủ ngoại binh. Bởi vì chúng ta đều biết là Nha Trang Dolphins hiện tại họ chỉ có một cầu thủ ngoại binh, đó chính là Gà Phép mà thôi. Nhưng chắc chắn những điểm số như thế này sẽ đem lại lợi thế không nhỏ, và tinh thần dành cho Nguyễn Minh Tôn, cầu thủ đã thi đấu không thực sự tốt ở những trận đấu trước. Dù Minh An chưa thể thực hiện được quả ném phạt vì các trọng tài đang yêu cầu nhân viên lau sàn tiếp tục làm khô những phần sân bị ướt. Có vẻ như khu vực 3 giây của cả hai đội đều đang ướt sũng mồ hôi của các cầu thủ. Huấn luyện viên Rob Nielsen tới với Nha Trang Dolphins gần như là vào phút chót, khi mà huấn luyện viên Brian Martin sau khi thực hiện rất nhiều cú draft, thực hiện rất nhiều cú trade đã đưa về một đội hình rất trẻ. Và ngay trước khi VBA khởi tranh thì ông lại nói lời chia tay và chuyển sang một giải đấu khác. Trận đấu phạt không thành công của Zimmerman và trận đấu tiếp tục với đợt tấn công dành cho Nha Trang Dolphins. Gabret một pha chạy chỗ rất hay của Thanh Đạt. Đội đốc có cho mình điểm số đầu tiên trong hiệp ba này. Hiệp thứ ba cũng chỉ còn khoảng 3 phút nữa là sẽ kết thúc. Phú Bình, Dư Minh An có một lần chuyển rất nhiều ở ngoài vạch 3 điểm đối với đội tuyển Việt Nam. Đả đốc của tình huống phản công dành cho cầu thủ Nha Trang Dolphins, đường truyền hay dành cho Thanh Tùng, bóng vẫn còn cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cú dứt điểm của Galbraith, dứt điểm bóng từ từ lăn vào rổ để rút ngắn tỷ số xuống còn 45-62, là 17 điểm. Hai pha dứt điểm thành công liên tiếp của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cú ném 3 điểm của anh Kiệt, bóng đi hơi mạnh, trọng tài xác định có tình huống phạm lỗi. Có vẻ như đó là một tình huống phạm lỗi của Phan Cao Tiến. Chính xác, kéo tay của cầu thủ trẻ mang áo số 28. Không chỉ kéo. Tình huống rất rõ ràng của Phan Cao Tiến. Tôi cũng đang thắc mắc là trong tình huống vừa rồi Phan Cao Tiến đã nói gì với trọng tài. Có bóng ở low post, Dương Minh An, Nguyễn Minh Tôn bị trượt chân. Đó là một tiếng turnover đáng tiếc của tuyển quốc gia Việt Nam. Phan Cao Tiến được kích ra cho Phú Bình. Xin các bạn, đó là cầu thủ trẻ bên phía Huỳnh Vũ Quang. Trọng tài xác định là Thành Đạt đã ăn vạ trong tình huống vừa rồi.
Xem lại tình huống quay chậm thì có vẻ như chân của Dương Đình An đã chạm vào chân trái của Thành Đạt, khiến cho cầu thủ này đã không có một tình huống tiếp đất được tốt. Thành Đạt cũng đang phải cố gắng bảo vệ cái cổ chân của mình. Anh đã dính chấn thương ở trận Challenger và vừa mới bị đau ở khoảng thời gian hiệp 2. Chính vì chấn thương này mà bây giờ anh mới ghi được có 10 điểm, con số thấp hơn so với những gì anh đã làm được ở những trận đấu trước. Điểm số của Nguyễn Vinh Tồn đã có tới 26 điểm dành cho cầu thủ mang áo số 2 bên phía tuyển quốc gia. Lúc này thì nhà trang Dolphins đã phạm đủ 4 lỗi đồng độ. Các trọng tài đang có những trao đổi với nhau. Tỷ số lúc này đang là 6-3-4-5 nghiêng về phía tuyển quốc gia. Những điểm số ở đầu hiệp của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã đem lại lợi thế quá lớn dành cho tuyển quốc gia. Có lẽ hiếm khi nào thấy huấn luyện viên Kevin Jokers tỏ ra thoải mái đến như vậy. Ba trận đầu tiên tuyển quốc gia toàn thua, và đây sẽ là cơ hội để họ phá chuỗi thua và hướng đến những kết quả tốt hơn. Các trọng tài vẫn đang trao đổi với nhau. Có một thông tin tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là việc điểm số của Richard Nguyễn Minh Tồn trong trận đấu này. Anh đang có 26 điểm và kỷ lục cá nhân của anh tại VBA là con số 27, được thực hiện vào trận đấu tại mùa giải năm ngoái giữa Đà Nẵng Dragons và Hà Nội Buffalo. Và chỉ cần một tình huống ném phạt thành công thôi là anh có thể săn bằng kỷ lục, và gần như chắc chắn là ngày hôm nay anh sẽ tạo nên một cột mốc mới của bản thân mình tại VBA. Sẽ là những khoảng thời gian nghỉ ngơi để dưỡng sức dành cho các cầu thủ. Các trọng tài đang nói chuyện với huấn luyện viên Kevin Jokers cũng như huấn luyện viên Rob Nielsen. Như vậy là các cầu thủ đang đồng loạt ngồi lên ghế dự bị. Hai phút 18 giây là khoảng thời gian còn lại của hiệp 3. Lúc này thì ngoài Nguyễn Minh Tôn ra, còn có Nguyễn Huỳnh Phú Vinh là cầu thủ thứ hai của tuyển quốc gia ghi trên 10 điểm ở trận đấu ngày hôm nay. Và các trọng tài đã quyết định cho tạm dừng trận đấu để cho những tình nguyện viên vào lau mặt sân, vì có vẻ như sân đang quá trơn trượt khiến cho trận đấu sẽ diễn ra không được an toàn. Còn nhớ là ở những phút vừa qua chúng ta đã thấy một tình huống Richard Nguyễn đã dính turnover rất đáng tiếc với một tình huống trượt chân, và đó không phải là tình huống trượt chân duy nhất trong trận đấu này. Nguyễn Thành Đạt đang đạt phong độ tốt nhất sự nghiệp. Anh có double double trong cả hai trận vừa qua. Cho tới lúc này thì Đạt Đốc đã có 10 điểm. Bên cạnh đó là 7 rebound. Tâm Đình vẫn chưa có phút thi đấu nào. Và anh đã vừa ra để thử một chút về mặt sàn, lấy cảm giác cho các trận đấu sau.
Đinh Thanh Tâm đã bị chấn thương ở trận đấu gặp Sài Gòn Heat vừa qua trong một tình huống cố gắng để truy cản một pha úp rổ của Dawson Bracey. Và truy cản đó khiến anh bị dính chấn thương ở vai trái. Nghỉ thi đấu hết phần còn lại của trận đấu đó và nghỉ thêm phần còn lại của trận đấu này. Bên cạnh Đinh Thanh Tâm thì Richard Nguyễn, hay với cái tên tiếng Việt là Nguyễn Minh Tôn, đang đạp xe để giữ cho cơ thể được nóng. Còn lại thì Tâm Bình lại đang giải khát bằng một miếng dưa hấu. Ngày hôm nay thì chắc chắn họ đang thoải mái hơn rất nhiều so với 3 trận đấu đầu tiên, khi mà họ đang tiến rất gần đến với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Nhà Thân Dolphins. Trong lịch sử VBA thì chưa có bất kỳ một đội bóng nào toàn thua sau vòng regular season cả. Đội bóng tiến sát tới thành tích đáng quên ấy nhất đó là Hồ Chí Minh City Wings, ở mùa giải mà họ có sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội đầu tiên trong lịch sử VBA, đó là ông Hứa Phong Hảo. Ông đã thế chỗ của huấn luyện viên ngoại nhưng cũng không thể giúp Hồ Chí Minh City Wings đạt được kết quả tốt hơn. Họ chỉ thắng đúng một trận trong 15 trận đấu ở regular season. Có một thông tin khá vui tại một giải đó, khi mà ông Brian Rosen, huấn luyện viên của Hồ Chí Minh City Wings, chia tay đội bóng này thì ông lại dẫn dắt một đội bóng khác vô địch giải đấu số 1 Đông Nam Á, đó là ABL. Rất bất ngờ. Vâng, bóng rổ, trái bóng tròn, điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể là đứng bếp bảng ở giải đấu này nhưng lại có thể là nhà vô địch ở một giải đấu khác, thậm chí có cấp độ tốt hơn. Lúc sau thì huấn luyện viên cũng chỉ đóng vai trò một phần, khoảng 30-40%, còn lại rất quan trọng về cầu thủ cũng như là tinh thần và tình huống thực sự ở trên sân. Huấn luyện viên Rob Newson là một người có những thành tích tương đối đáng quên tại ABL. Ông là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của Sài Gòn Heat tại giải đấu này. Và ông có một chuỗi 7 trận liên tiếp không giành chiến thắng cùng Sài Gòn Heat. Bây giờ khi làm huấn luyện viên trưởng của Nha Trang Dolphins thì ông đã thua 3 trận. Tại mùa giải hôm nay thì người đồng hành của ông Kevin Jacobs không còn phải là ông Hoàng Thế Vinh, mà là ông Lê Trần Minh Nghĩa, người đã từng gắn bó với Thăng Long Warriors trong những mùa giải vừa qua. Mặt sân của VBA được đạt tiêu chuẩn FIBA và là một trong những mặt sân phải nói là tốt nhất ở Việt Nam hiện tại, một chất lượng cực tốt. Vì vậy thì với việc các cầu thủ thi đấu với một tốc độ cao và mất nhiều thể lực, việc mồ hôi chảy ra sân nhiều khiến cho mặt sân trơn trượt cũng là một điều khá dễ hiểu. Mặt sân của VBA năm nay là mặt sân đã được sử dụng ở mùa giải năm ngoái, là mặt sân tiêu chuẩn A1 của FIBA, được mua về từ Đan Mạch. Sau mùa giải năm ngoái thì mặt sân này đã được lưu trữ và được đưa ra Nha Trang để sử dụng. Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng để trở lại. Và trận đấu chuẩn bị được tiếp tục. Không biết quãng thời gian nghỉ vừa rồi có thể khiến cho Richard Nguyễn nguội đi chút nào hay không. Richard Nguyễn đang là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trên sân với 26 điểm. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy những giọt nước ở trên mặt sân. Giọt mồ hôi của các cầu thủ. Mong rằng ở khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ không phải chứng kiến những tình huống trơn trượt của các cầu thủ nữa. Và chúng ta cùng bắt đầu trở lại với hiệp thi đấu thứ 3 của trận đấu giữa hai đội bóng Nha Trang Dolphins gặp đội bóng chủ nhà đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một tiếng bao phách, bóng được trả về cho Thành Đạt. Thành Đạt lại tiếp tục dính một cú block tới từ Cú Vinh. Ở
một tình huống thi đấu rất hiền của Thanh Đạt. Đường chuyền tốt của Richard Quyên, anh Kiệt đã ném bóng đi ra ngoài. Bóng chạm chân Gabriel trong tiếng vừa rồi. Phát biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi thì Phú Vinh có lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay block Thanh Đạt. Đó cũng là cú block thứ tư của cầu thủ mang áo số 66. Lại là anh Kiệt. Vẫn là một tình huống bóng rất thiếu chính xác của anh Kiệt. Đà Đốc đối đầu với Lê Ngọc Tú. Đường truyền đến cho Gabret. Gabret cũng có ném 3 điểm với góc 45 độ. Tôi cũng rất khó hiểu về lối chơi của các thủ phim khi mà Gabret đánh rất xa khu vực low post, nơi mà anh hoàn toàn chiếm ưu thế về thể hình cũng như chiều cao. Nguyễn Minh Tôn. Vừa rồi chút nữa thì Minh Tôn cũng đã gặp một tình huống trượt chân. Anh Kiệt, Ngọc Tú. Tiếp tục là Tú Kobe với cái tay trái của mình. Phản công nhanh, 4-4. Chuyển hơi khó để cho chúng ta bắt được bóng. Mình muốn double team. Phạm luật chạy bước tới từ Gabret. Lần này thì Gabret đã xuất hiện ở khu vực low post. Nhưng rất đáng tiếc anh lại có một tình huống turnover sau một pha chạy bước. Tình huống tê ho thứ ba của Gabret trong trận đấu này. Nguyễn Minh Tôn, anh cần một pha ghi điểm nữa để san bằng hoặc là phá kỷ lục cá nhân. Dương Minh An được chuyển ra góc không độ dành cho anh Kiệt. Anh Kiệt nhận được rất nhiều bóng trong ít phút đã qua thì anh mình hiểu. Nhưng cho tới nay thì anh Kiệt mới chỉ có một điểm mà thôi. Có vẻ như đường truyền vừa rồi không được ghi mối của Minh Tôn, anh đã được trượt tay. Và tình huống chuyền bóng của anh cũng không có một bước đà thật tốt. Thời gian thi đấu của hiệp 3 còn 48 giây. Việt Nam đang bắt một trả sân. Và cướp bóng của Nguyễn Minh Tôn. Phản công rất nhanh. Nguyễn Minh Tôn sẽ không bị đánh đổ chăng không? Anh truyền ra ngoài. Anh Kiệt hustle và bắt được bóng. Nguyễn Minh Phú Vinh không ném ngay mà truyền. Lê Ngọc Tú. Lê Ngọc Tú đột vào khu vực dưới rổ. Trong tình lao ra vừa rồi thì Phạm Thanh Tùng đã bị lỡ trớn và không thể theo sát được Lê Ngọc Tú ở tình huống lên rổ. Gabret không thể có cú rổ thành công. Còn 10 giây. Đường truyền của Nguyễn Minh Tôn và có điểm số dành cho Lê Ngọc Tú. Quá chậm, đường phát bóng lên quá chậm của Tuấn Anh. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ 3. Tỷ số hiện tại đang là 67-45 và Minh Tôn vẫn chưa thể xác lập được một kỷ lục cá nhân mới. Khoảng cách bây giờ đã thực sự là một vấn đề rồi khi mà trận đấu sẽ chỉ còn một hiệp đấu nữa thôi. Và chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với diễn biến của hiệp thi đấu thứ tư, hiệp đấu cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay.
Quý vị thân mến, đây sẽ là những phút thi đấu của hiệp thi đấu thứ tư, hiệp đấu cuối cùng trong cuộc đọ sức giữa hai đội bóng tuyển quốc gia và Nha Trang Dolphins. Và Richard Nguyễn Minh Tôn vừa xác lập kỷ lục cá nhân mới với điểm số thứ 29 trong trận đấu ngày hôm nay. Và kỷ lục đó được xác lập một cách rất đẹp bằng một pha 3 điểm ở ngay giây phút đầu tiên của đấu tư. Tuấn Anh đã có một tiếng đáp trả cũng bằng một pha 3 điểm rất chính xác. Nguyễn Minh Tôn Anh Kiệt, Lê Ngọc Tú, Minh Tôn chạy chỗ nhưng Ngọc Tú chưa thể tìm ra được đường truyền. Đường truyền dành cho Anh Kiệt. Anh Kiệt có field goal đầu tiên trong trận đấu hôm nay. Một tình huống ghi điểm ở giây cuối cùng của shot clock. Gabret, một tình huống đọc tình huống rất hay của Lê Ngọc Tú. Chỉ đáng tiếc là Ngọc Tú đã không thể kiểm soát tốt được đôi chân mình trong tình huống đó. Anh đã không thể chạy tiếp. Và phạm điền dành cho Nha Trang Dolphins. Các trọng tài vẫn đang cho dừng trận đấu để lau mặt sân một cách kỹ càng. Khá nhiều trường hợp trượt chân trong những phút vừa qua. Và các trọng tài đang muốn sân bóng có thể khô nhanh nhất có thể để trận đấu diễn ra với tốc độ tốt nhất và chất lượng chuyên môn tốt nhất. Trận đấu trở lại, tỷ số lúc này đang là 7-2-4-8 phía cầu thủ từ quốc gia. Phạm Thanh Tùng có bóng ở dưới rổ, một cú fairway. Lỗi thuộc về một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Dư Minh An là người đã đẩy Phạm Thanh Tùng trong tình huống vừa rồi. Đó mới là lỗi cá nhân đầu tiên của Dư Minh An. Mặc dù chỉ đăng ký có 10 cầu thủ, tuy nhiên thì đến lúc này Nha Trang Dolphins, ông Robinson mới chỉ sử dụng chính xác là 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị mà thôi. Đó là Phan Cao Tiến và Nguyễn Tuấn Anh. Còn Hồ Quốc Trưởng Anh cũng chỉ đóng góp một thời gian rất nhỏ là khoảng 20 giây. Điều này mới cho thấy chiều sâu đội hình của Nha Trang Dolphins thực sự có vấn đề. Tình huống turnover của Nguyễn Minh Tôn và có lỗi từ khá xa của Phạm Đức Kiên. Huấn luyện viên Rob Nielsen đang yêu cầu trọng tài phải thổi lỗi phản tinh thần thể thao và ông vẫn đang tranh cãi với trọng tài. Ông cho rằng đó là một tình huống mà Phạm Đức Kiên đã không có ý định chơi bóng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Và ông đã phải nhận một lỗi kỹ thuật đến từ trọng tài. Người vừa thổi lỗi kỹ thuật là ông Triệu Chí Thành. Tuy nhiên thì điều đó vẫn chưa dừng được ông Rob Nielsen từ những lời phàn nàn. Đây là tình huống trước đó Đức Kiên đã vung cái tay phải ra. Cuối cùng thì ông Nielsen cũng đã nguôi giận. Minh Tôn lại không thể tận dụng được tình huống ném phạt vừa rồi. Đó mới là cú ném phạt hỏng đầu tiên của Minh Tôn trong trận đấu ngày hôm nay sau 3 lần ném phạt chính xác liên tiếp. 3 vị trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có ông Triệu Chiến Thành, ông John Lester và ông Thái Việt Hưng. Vẫn là một ánh mắt rất đăm chiều của Harris. Còn ở phía sau Harris đó là Tommy Huynh. Cũng một ánh mắt cũng không lấy gì làm năng động cho lắm. Cả hai đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Nha Trang Dolphins hôm nay. Huấn luyện viên Rob Nielsen đang rất tức
tức giận với trọng tài. Và có lẽ sau pha bóng này ông sẽ bị thổi lỗi kỹ thuật. Cú ném 3 điểm thành công của Thành Đạt. Có vẻ như nếu như trong tình huống trước ông Robinson không bị lỗi kỹ thuật thì trọng tài sẽ cắt còi trong tình huống vừa rồi. Cú 3 điểm của Lê Ngọc Tú. Garbrett, trận đấu đang được đẩy lên tốc độ rất cao. Điều đó đến từ việc đã có rất nhiều tình huống căng thẳng trong ít phút đã qua và trọng tài Thái Việt Hưng đã phải yêu cầu dừng trận đấu để cho các cầu thủ nguội những pha nóng nảy của mình. Và trọng tài người Philippines Lesnar đã thổi lỗi kỹ thuật dành cho Christopher Galbraith. Lỗi kỹ thuật là một trong những lỗi rất quan trọng để kiềm chế những cái đầu nóng. Và vừa rồi Nathan Duffy đã nhận hai lỗi kỹ thuật dường như là liên tiếp, một cho ông Robinson huấn luyện viên trưởng, còn một cho ngoại binh Galbraith. Tôi vừa nghe ai đó bên phía Nhã Trang Dolphins nói là Bodonlai sau tình huống ném phạt không thành công vừa rồi. Tỷ số vẫn đang là 75-54. Đặc biệt là 21 điểm Phạm Đức Kiên. Đội trưởng Nguyễn đang thoáng. Nguyễn Ngọc Tú, anh Kiệt đang xin bóng nhưng Ngọc Tú quyết định ném ngay, đó là cú ném airball. Lê Ngọc Tú vừa thực hiện một cú ném 3 điểm trước đó và có cảm giác tốt. Đó có lẽ là lý do anh quyết định ném khó. Kobe bây giờ đang có 14 điểm. Và Brett, hai pha crossover liên tiếp. Lần này thì trọng tài đã cắt còi. Lỗi đẩy người và sẽ có hai quả ném phạt dành cho Galbraith. Lỗi là của Nguyễn Minh Tôn. Trước đó thì Galbraith đã có hai pha xử lý khá kỹ thuật, hai tình huống crossover liên tiếp và đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Justin đã trở lại và đừng quên cầu thủ này đã phạm 4 lỗi cá nhân. Galbraith có điểm số thứ 24 của mình trong trận đấu hôm nay. Dương Minh An, Justin Young, Nguyễn Minh Tôn. Minh Tôn vượt qua được hai cầu thủ của Nha Trang Dolphins và có hết hoan cho Minh Tôn. Người phạm lỗi là Hồ Quốc Trưởng, cầu thủ mới được trở lại sân. 31 điểm cho Minh Tôn và sẽ có thêm một quả ném phạt. Ngày hôm nay thì những cú ném khi va chạm ở trên không của Minh Tôn có độ chính xác rất cao. Ném phạt tốt dành cho Minh Tôn, anh đã ném phạt thành công 4/5 tình huống ném phạt trong trận đấu hôm nay. Garbrett, anh có điểm trợ. Bây giờ sẽ phải đối mặt với hai cầu thủ của tuyển quốc gia có tranh bóng. Một tình huống trời chân rất đáng tiếc của Garbrett. Trong thứ vừa rồi thì Garbrett dẫn bóng từ sân nhà lên sân trên. Và nếu không có pha bóng trượt chân thì rất có thể anh sẽ cũng tự mình có một đợt tấn công vừa rồi. Điều này có thể đến từ những tình huống ức chế của cầu thủ này trước đó. Khác với bộ mặt có phần căng cứng của Garbrett thì các cầu thủ tuyển quốc gia đang rất thư giãn, đang rất bình tĩnh khi cách biệt lúc này đang là 21 điểm trong khi trận đấu còn 7 phút. Ngày hôm nay thì Minh Tôn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi điểm mà Tâm Đình để lại. Và thậm chí anh đang là cầu thủ có điểm số cá nhân nhiều nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại mùa giải năm nay với con số 32. Bên cạnh Nguyễn Minh Tôn thì Lê Ngọc Tú cũng có 14 điểm. Nguyễn Minh Phú Vinh với những cú ném xa ở đầu hiệp 3 có cho mình 13 điểm.
Ở phía bên kia chiến tuyến thì Christopher Gabriel có 20 điểm, Thành Đạt có 13 điểm. Cú ném airball của Tuấn Anh. Tuấn Anh mới chỉ thực hiện thành công 1/3 điểm tại mùa giải năm nay. Cú ném đó là tình huống thành công trong trận đấu này. Đường chuyền tốt của Minh Tôn cho Ngọc Tú khi mà Tuấn Anh đã để cho Tú Kubi ở lại phía sau. Một khoảng không rất lớn cho cầu thủ áo số 14. Một khoảng không đầy kinh nghiệm của Tú Kubi. Thành Đạt. Christopher Gabret. Gabret đột vào giữa khoảng không của hai cầu thủ từ quốc gia. Dứt điểm có em ăn hay không? Điểm số thuộc về Hồ Quốc Trường. Một tình huống đánh hiếm hoi trong hiệp đấu này. Nhà Trần Đôi Phiên có một pha phối hợp có nét. Gavret vượt qua được hai cầu thủ hàng ngoài, thu hút được sự chú ý của cầu thủ chơi đến chỉ số 5 và có một đường kích rất chuẩn xác cho Hồ Quốc Trường. Quốc Trường ở trận đấu trước gặp Hà Nội Buffalo đã có career high với 8 điểm. Và tất cả điểm số đều ở trong khoảng thời gian 2 phút cuối trận. Minh Tôn. Đinh Ngọc Tú đường truyền cho Đức Kiên. Đức Kiên đã tránh được tình huống truy cản của đối thủ và có một cú úp rổ. Chỉ cần một pha lỡ trớn của đối thủ thôi là Đức Kiên đã có cho mình một highlight trong trận đấu này. Một tình huống khiến cho những cầu thủ đồng đội ở trên sân cũng như bàn ghế dự bị của tuyển Việt Nam cực kỳ hưng phấn. Đó là lý do tại sao người ta gọi anh là Kiên Đăng. Vâng, và Đức Kiên cũng là cầu thủ nội binh đầu tiên trong lịch sử VBA thực hiện một cú úp rổ trong trận đấu của Hà Nội Buffalo với Đà Nẵng Dragons. Nếu tôi không nhầm thì anh cũng là cầu thủ tuyển quốc gia đầu tiên ở VBA năm nay có được một pha úp rổ. Lúc này thì huấn luyện viên Rob Nielsen đã gọi hội ý. Tỷ số lúc này đang là 82-59. Khoảng cách không có vẻ gì là sẽ bị thu hẹp trong khoảng thời gian sắp tới. Trong năm vừa qua thì cũng là một năm thay đổi rất nhiều của Đức Kiên khi anh đã chính thức ký hợp đồng với bóng rổ Hà Nội. Sau rất nhiều thời gian anh khoác áo bóng rổ phòng không không quân. Và Đức Kiên cũng là cầu thủ bóng rổ Hà Nội duy nhất khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tại VBA năm nay. Trên màn ảnh của các bạn đang là Nguyễn Minh Tôn, người đã lập kỷ lục cá nhân với 32 điểm. Mười chín giây sẽ là khoảng thời gian còn lại của đợt tấn công này. Cú ném ngay của Tuấn Anh nhưng bóng thậm chí còn đi ở bồn, từ đó là một tình huống mid range. Justin Young, một đường chuyền rất có ý đồ của Justin vào vị trí của Đức Kiện nhưng bóng đi hơi thấp. Phan Cao Tiến. Tiến đang cầm bóng cho một anh là Lê Ngọc Tú, đường truyền cho Gabret. Cao Tiến đang chạy chỗ, Gabret tự đánh chứ không truyền ra cho Huỳnh Vĩnh Quang nhưng có điểm. Những tình huống như vừa rồi sẽ rất tốn sức của Gabret và tỷ lệ ném rổ chắc chắn sẽ không đạt được cao khi anh luôn nhận được sự theo kèm của hai cầu thủ cao to bên phía tuyển quốc gia Việt Nam. Lê Ngọc Tú dứt điểm, Gabret lập post không thành công. Vũ Quang, Christopher Gabret. Gabret ném tầm trung. Không thực sự tốt của Gabret. Gabret cũng hết check trong tình huống đó nhưng không thành công. Ở đây thì Gabret đang phải làm tất cả mọi thứ trên sân dành cho Nathan Murphy. Cầm bóng, phòng ngự, kiến tạo, ghi điểm. Anh lại
đưa trở lại cho Gabret. Gabret hơi bị trượt chân nhưng cuối cùng vẫn có điểm. Điểm số thứ 28 dành cho ngoại binh của Nha Trang Dolphins. Với cá nhân tôi chứng kiến các cầu thủ Nha Trang Dolphins thi đấu và đặc biệt là những tình huống như vừa rồi của Gabret thì rất khó cho Nha Trang Dolphins có thể đi sâu tại mùa giải năm nay và thậm chí là một chiến thắng. Dẫu sao thì bóng rổ vẫn là một môn đồng đội. Ngày hôm nay thì Gabret không phải đối đầu với bất kỳ một cầu thủ ngoại binh nào, một cầu thủ level với mình, cùng đội ca với mình và khá vất vả. Nếu như phải đối đầu với những cầu thủ ngoại binh với cùng chiều cao, cùng thể lực như mình thì những tình huống như vừa rồi thì khả năng có điểm là rất thấp. Gabret, các cầu thủ tuyển quốc gia chủ động double team với Gabret. Mỗi khi Gabret đối đầu với Justin Young thì ngay lập tức hoặc là Đức Kiên hoặc là Lê Ngọc Tú sẽ lao ra để double team với ngoại binh bên phía Nha Trang Dolphins ngay từ ngoài vạch 3 điểm. Thời gian thi đấu của hiệp 4 còn 4 phút 5 giây. Khoảng cách là 19 điểm. Gabret đứng trước vạch ném phạt. Hôm nay anh đạt hiệu suất ném phạt là 2/8. Và đây mới là cú dứt điểm thành công thứ 3 của anh từ vạch ném phạt. Tỷ lệ ném phạt của anh được cải thiện sau 2 cú dứt điểm vừa rồi. Hôm nay thì thành đạt đang là trên sân. Justin Young, Nguyễn Minh Tôn, Anh Kiệt. Tiếng còi cất lên cho lỗi cản người của Hồ Quốc Trưởng. Anh Kiệt nhận rất nhiều bóng để dứt điểm trong trận đấu này. Tuy nhiên cho tới giờ anh mới chỉ có duy nhất một điểm. Xin bạn, bây giờ anh đang có 3 điểm, một tình huống ném phạt và một tình huống dứt điểm ở đầu hiệp 4. Cầu thủ Việt Nam đã sử dụng 5 trên 6 cầu thủ dự bị của mình và cầu thủ duy nhất không thi đấu đó chính là Tâm Đình. Anh Kiệt đang là cầu thủ dự bị được sử dụng nhiều nhất với 15 phút thi đấu. Trong trận đấu ngày hôm nay thì tuyển quốc gia có 9 điểm từ băng ghế dự bị, 4 từ Phạm Đức Kiên, 2 điểm của Vũ Đức Thái và 3 điểm còn lại của Nguyễn Anh Kiệt, Sơn Minh Tâm và Huỳnh Thiên Tâm đều không ghi điểm. Mỗi đội bóng tham gia VBA đều có một slogan và tuyển Việt Nam cũng vậy. Slogan của tuyển Việt Nam tại mùa giải đầu tiên của mình đó là Red and Gold, đỏ và vàng, nhưng vàng đây là vàng gold chứ không phải là màu vàng đơn thuần, để nói lên sự cao quý của màu vàng như những gì và nước Việt Nam chúng ta có được. Bóng trở lại sân. Lúc này thì Huy Trang Nguyễn còn thiếu 2 kiến tạo nữa để đạt triple double. Huy Trang Nguyễn xin bóng và anh tự ném rổ. Nếu không thành công. Đã có kéo người trong tình huống vừa rồi và cầu thủ bị phạm lỗi là Đức Kiền. Đức Kiền đã nhận được một sự tác động và anh đã không thể có một tình huống huy vào tốt. Lỗi đồng đội thứ tư của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Huy Trang Nguyễn, bóng tới tay của Phạm Đức Kiên, có điểm. Và đó là tình huống assist thứ 9 của Huy Trang Nguyễn, thầy mình hiểu. Lỗi thuộc về Tuấn Anh và phạm lỗi với người đồng đội cũ tại phòng không không quân Phạm Đức Kiên. Đức Kiên có 6 điểm và trước mắt anh sẽ là một quả ném phạt. Trước tới nay thì VB đã chứng kiến 5 cầu thủ đạt triple double, trong đó có Justin Young, Daniel Hamilton, Chris Pieter, Martin Jules nữa.
có một pha phạm lỗi. Lần này với sự xuất hiện của hai ngoại binh thì rất nhiều cầu thủ đã tiệm cận với chỉ số triple double. Tình vừa ngay trong trận đấu đầu tiên của mình đã có triple double ở trận gặp Saigon Heat. Tôn đường truyền ra ném 3 điểm. Chưa có tình huống kiến tạo thứ 10 dành cho Minh Tôn. Chắc chắn là bảng hiệu của tuyển quốc gia biết điều này. Ném hụt. Hôm nay là bị đau nên cảm giác ném cũng không phải là xuất sắc nhất. Lê Ngọc Tú đường truyền cho Minh Tôn. Đức Tiên vừa bắt hụt bóng. Có vẻ như Minh Tôn đang hướng đến kiến tạo thứ 10 chăng? Có vẻ như anh đã không thể có cơ hội đạt được triple double đầu tiên của mình tại VBA rồi. Anh đã được rút ra và khả năng là anh sẽ không được trở lại sân. Trận đấu cũng đã đi đến hồi kết rồi. Cả tốc có lỗi của Huỳnh Thanh Tâm. Sẽ có hai quả ném phạt khi số lốp đồng đội của tuyển quốc gia đã vượt quá con số 4. Thanh Tâm đã chơi rất tốt ở giải vô địch quốc gia vừa qua, nhưng tại VBA năm nay thì những thể hiện của anh là chưa thực sự xuất sắc. Thành Đạt ném trượt quả ném phạt đầu tiên. Điểm số thứ 14 của anh. Và cướp bóng tốt của Thành Đạt. Turnover thứ 9 của Justin Young và điểm số thứ 16 cho Đà Đốc. Justin đã có một tình huống rất muốn trừ lỗi bằng một pha bật điểm rất cao nhưng không thể có một pha block thành đạt. Bình Thanh Tâm. Và đó là cú dở của Kiên Đông. Lại một lần nữa Kiên Đăng làm cho những người đồng đội của mình phải nhảy hết cả lên. Một pha đột phá rất đẹp của Huỳnh Thanh Tâm. Và tôi đảm bảo rằng đây sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Dunk of the Year. Vừa rồi cũng đã có một tình huống phạm lỗi khá nguy hiểm của Hồ Quốc Trưởng. Nhưng rất may là Đức Kiên đã không gặp vấn đề gì sau pha tiếp đất của mình. Đà Đốc một step back ném 3 điểm ném tốt của Đà Đốc. 19 điểm dành cho Nguyễn Thành Đạt. Huỳnh Thanh Tâm có cướp bóng từ Thanh Đạt. Đường truyền no look pass. Và có lỗi phản tinh thần thể thao tới từ Huỳnh Thanh Tâm. Thanh Đạt thì vẫn chưa đứng lên. Thanh Đạt đã tiếp đất bằng hông. Tình huống phạm lỗi vừa rồi thì chắc chắn là phản thể thao rồi, không thể khác được. Lỗi từ đằng sau và để ngăn cản một tình huống ghi điểm rõ rệt. Ngay sau tình huống này thì huấn luyện viên Kevin Jukos đã rút Thanh Tâm ra. Một pha bóng mà có lẽ Thanh Tâm đã ức chế sau khi để mất bóng vào tay các cầu thủ như trong Dolphins. Các trọng tài sẽ xem lại băng hình một lần nữa để chắc chắn đó là lỗi phản tinh thần thể thao của Huỳnh Thanh Tâm. Bên ngoài băng ghế chỉ đạo thì ông Kevin Jukos vẫn đang có những lời dành riêng cho Huỳnh Thanh Tâm sau tình huống có lỗi vừa rồi. Có vẻ như ông không hài lòng với một tình huống như vậy. Trận đấu đã trôi về cuối và một tình huống phạm lỗi ăn thua đủ như thế này là không cần thiết chút nào. Lúc này thì tuyển quốc gia đang dẫn trước với tỷ số 86-71. Nha Trang Dolphins đã có những dấu hiệu tích cực trong khoảng thời gian vừa qua,
khi đưa cả ba tay ghi điểm tốt nhất của họ là Galbraith, Thành Đạt và Vĩnh Quang ở trên sân, trong khi các cầu thủ tuyển quốc gia đã rút những trụ cột ra nghỉ, họ không còn cầu thủ Việt Kiều nào trên sân cả. Trận đấu thứ 3 liên tiếp, Đạt Đốc ghi ít nhất 20 điểm. Anh ghi 26 điểm ở trận đầu tiên, anh ghi 21 điểm ở trận đấu vừa qua, và ở trận đấu này anh cũng đang có điểm số thứ 21. Huấn luyện viên Ron Nielsen đang gây áp lực cả sân. Một tình huống tranh bóng và Đạt Đốc đang thi đấu hết sức ấn tượng. Những hành động như vừa rồi của Thành Đạt là rất quan trọng đối với Nha Trang Dolphins vào thời điểm này. Có thể Nha Trang Dolphins không thắng trận đấu này, nhưng họ phải giữ được tinh thần để hướng tới những điều tích cực hơn trong những trận đấu tiếp theo của mình. Thời gian thi đấu còn khoảng dưới 2 phút, cách biệt giờ chỉ còn 13 điểm. Và bóng có lẽ sẽ thuộc về Nha Trang Dolphins sau tình huống vừa rồi. Những phút thi đấu vừa qua làm tôi nhớ đến khoảng thời gian cuối trận đấu giữa Nha Trang Dolphins và Sài Gòn Heat. Khi đó thì Sài Gòn Heat đã rút Daquan Bracy ra quá sớm sau khi anh ghi 51 điểm. Nhưng bất ngờ Nha Trang Dolphins vùng lên ở khoảng thời gian cuối trận với một loạt cú ném 3 điểm. Ở trận đấu này tuyển quốc gia cũng đã dẫn trước khá xa và có lúc tạo ra cách biệt lên đến 25 điểm. Khoảng cách đó đã bị rút ngắn đáng kể. Justin Young vẫn đang ngồi dự bị, đằng sau anh là Richard Nguyễn, và nhiều khả năng huấn luyện viên Kevin Jacobs sẽ không đưa cả hai cầu thủ này vào sân thêm lúc một phút nào nữa. Vẫn là đội hình 5 nội binh dành cho tuyển quốc gia. Như vậy bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ tuyển quốc gia theo luật lưới phía phát bóng. Ra cho Du Minh An. Khả năng lớn là Việt Nam sẽ sử dụng hết một possession 24 giây. Shot clock còn 6 thì đã để turnover rồi. Gabriel. Gabriel sẽ có một cú ném 3. Ném 3 tốt cho Gabriel và cách biệt còn 10 điểm. Liệu rằng kịch bản giữa Nha Trang và Sang Hít có lặp lại hay không? Rất thú vị. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam có thể thích nghi với những tình huống vào cuối trận như thế này. Cú ném của Sơn Minh Tâm để cắt chuỗi điểm của Nha Trang Dolphins. Và quan trọng nhất là không làm cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins thêm phần hưng phấn. Nguyễn Thành Đạt, thời gian thi đấu còn 1 phút 10 giây. Cú ném ngay của Galbraith, cú ném không đi chính xác. Bóng vẫn còn. Huỳnh Vĩnh Quang, Hồ Quốc Trưởng không ném. Thành Đạt đưa bóng đi chạm vạch rổ và có điểm cho Thành Đạt. May mắn đã đứng bên cạnh Thành Đạt trong tình huống ném rổ vừa rồi. Điểm số thứ 24. Nha Trang Dolphins vẫn đang không ngừng gây áp lực. Du Minh An có bóng của Kiên Đăng nhưng anh sẽ tiêu tốn thời gian chứ thay vì dứt điểm ngay. Quyết định hoàn toàn dễ hiểu của Phạm Đức Kiên. Du Minh An chỉ có 40 giây. Nha Trang không muốn lỗi ngay. Cú ném dành cho Đức Kiên đi quá thiếu chính xác, và Đức Thái cũng không thể rebound thành công. Trong tình huống vừa rồi có vẻ như Đức Thái cũng giật mình và không nghĩ rằng Đức Kiên là airball thời mình hiểu. Chắc chắn ai cũng giật mình cả. Cách biệt là 10 điểm còn 34 giây, và Nha Trang Dolphins sẽ không bỏ cuộc. Và đây cũng sẽ là một cơ hội cọ sát quý giá dành cho tuyển quốc gia. Galbraith. Galbraith một loạt động tác dẫn bóng. Galbraith tốn thẳng vào trong và sẽ có lỗi. Nếu như đó là một tiếng N1 thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với Nha Trang Dolphins. Galbraith đang có tỷ lệ đánh phạt là 40%, và tỷ lệ đó vừa giảm đi đôi chút sau pha hỏng ăn vừa rồi. Galbraith đã có 33 điểm trong trận đấu hôm nay.
đó là điểm số thứ 34 của anh. Về phía tuyển quốc gia chỉ có một cầu thủ duy nhất chưa ghi được, đó là Huỳnh Tấn Tâm. Một pha bóng mà Đức Thái đã không thể kiểm soát tốt sau đường truyền của anh Kiệt. Anh Kiệt đang cảm thấy rất tiếc nuối sau khi nỗ lực đi bóng của mình lại không thể dẫn tới một kiến tạo. Có cầu thủ Nha Trang Dolphins, các cầu thủ trẻ của họ đang có những tranh cãi về việc chọn vị trí. Lỗi tốt của Vĩnh Quang, anh phạm lỗi với Đức Thái, cầu thủ trung phong của tuyển quốc gia. Khoảng cách bây giờ là rất lớn ở thời điểm này, 18.5 giây. Nhưng chúng ta có thể thấy Đạt Đốc đang cố gắng nâng tinh thần của các đồng đội. Và có một chút trash talk giữa Tuấn Anh và Đức Thái. Thành Đạt đang đi đôi cây tám, nhưng có lẽ người mà anh muốn hóa thành nhất ở thời điểm này đó là Tracy McGrady. 9 điểm trong 18 giây. Một ném ngay của Gabret quá khó. Anh Kiệt với cơ hội ghi 2 điểm. Đó là một tình huống 2 điểm thành công của anh Kiệt, mặc dù đã nhận được sự truy cản bằng một pha block của Gabret. Không biết Gabret có dứt điểm hay không. Như vậy là anh quyết định dừng bóng và trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng 92-80 nghiêng về phía tuyển quốc gia. Một trận đấu tuyển quốc gia đã thi đấu hết sức ấn tượng và tận dụng ưu thế của mình. Nhưng Nha Trang Dolphins đã thi đấu không hề tệ và có những giây phút cực kỳ bùng cháy ở khoảng thời gian cuối trận. Chúc mừng đội tuyển quốc gia Việt Nam với chiến thắng đầu tiên tại VBM này. Và một lần nữa xin được chia buồn với Nha Trang Dolphins, họ vẫn đang thất bại hoàn toàn sau những trận đấu đã qua của mình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện giữa bình luận viên Minh Hiếu với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Minh Tồn của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
thân mến, chúng ta vừa theo dõi trận đấu giữa tuyển quốc gia và Nha Trang Dolphins. Tuyển quốc gia đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 92-80 và ngôi sao sáng nhất trong trận đấu đó là cầu thủ Nguyễn Minh Tôn, Richard Nguyễn với một career high 32 điểm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Congratulations, Richard, you scored the career high of 32 points today. How do you feel about that? I'm just glad I was able to, you know, get our first win. As most of you guys don't know, my auntie passed away this morning due to COVID. So it's been a really tough time, and I'm just glad I can get this win for her tonight. So, you know, that's for her. You and Vietnamese national basketball team has gone through a lot of struggle, night in and night out. And what is the meaning of this win to you and your team? It's a big turning point, you know, being a national team and being 0-3, it just pays off, you know. So I'm just glad we're able to get this win tonight, and hopefully we can keep turning the page and keep winning. So last question, Richard, you playing very good tonight, and how you guys will come over this struggle after days after losing games to games with a very big deficit? We're just gonna build off this. We're gonna watch film and, you know, just get better each day at practice. I think we have the Warriors on Saturday, so we'll be watching a lot of film and being prepared. So thank you, Richard. Okay, thank you. Thưa quý vị, tôi vừa phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay, đó là Richard Nguyễn. Richard Nguyễn chia sẻ rằng ngày hôm nay anh nhận một tin không vui, đó là dì của anh đã qua đời, và anh muốn dành tặng trận đấu này, dành tặng career high này cho người dì cũng vừa mới qua đời của anh. Hôm nay thì là trận thắng đầu tiên của tuyển quốc gia sau 3 trận thua liên tiếp, và anh cho rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn để cho tuyển quốc gia có thể thi đấu tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo. Và sau khi nhận những thất bại với những cái biệt đậm thì các cầu thủ tuyển quốc gia đã làm rất nhiều điều để có thể giành được chiến thắng ngày hôm nay, và họ sẽ tiếp tục nghiên cứu lối chơi của đối thủ, tiếp tục luyện tập để có những kết quả tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. Vừa rồi là phần phỏng vấn của tôi với cầu thủ Richard Nguyễn, và đó cũng là những phút cuối cùng của trận đấu giữa hai đội tuyển, tuyển quốc gia và Nha Trang Dolphins. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê, khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhịp, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu.